Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần biểu đồ của lộ nhãn. Phần biểu đồ của lộ nhãn thì như sư cô có tóm tắt trên bảng đó. Thì thứ nhất là cái lộ nhãn môn cảnh rất lớn, rồi tới cảnh lớn, rồi cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Khi mà chúng ta nói đến cái biểu đồ của lộ nhãn môn cảnh rất lớn thì nó gồm có 3 phần. Cái thứ nhất là cái biểu đồ này nó tới cái động tốc nó ngừng lại. Tới động tốc ngừng lại tức là tới đây ngừng lại. Cái trường hợp thứ hai là nó cộng 21. Trường hợp thứ ba là nó cộng vào cái hộ kiếp khách ở phía sau này. Chúng ta tới cái trường hợp thứ hai là cảnh rất lớn á, thì nó có 2 trường hợp thôi. Là cái chót nó tới động tốc, rồi cái chót nó là hộ kiếp khách, rồi sau đó nó mới hộ kiếp. Và cái trường hợp thứ ba và thứ tư đó là cái trường hợp cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ đó, thì nó tính nơi cái hộ kiếp vừa qua. Đây, hộ kiếp vừa qua nằm đây. Sư cô nói vậy là tại vì hôm nay đó trên này thì sư cô nhận được cái tờ giấy và có các câu hỏi sau đây, mà cái cách trả lời của sư cô không phải như thông thường. Bây giờ trước khi mà nói cái câu trả lời sư cô thì sư cô đọc qua cái câu hỏi này. Học biểu đồ lộ nhãn môn, con chưa nắm được một vài điểm. Thứ nhất, biểu đồ lộ ngũ môn, 4 cảnh đó đều có đi 17 tâm sát na phải không? Một cái câu hỏi đó và tiếp theo rất là nhiều câu hỏi thì sư cô sẽ giải thích từ từ. Nhưng mà sư cô nói về từ lâu rồi, sư cô nói rồi. Khi mình học cái vi diệu pháp này đó, hoàn toàn nó không phải là những cái buổi thuyết pháp. Mà đây là khai mở một cái tạng mà gọi là trọng tâm, là linh hồn của Tam Tạng Kinh Điển. Thành ra không thể nào mình ngồi mình nghe mà mình không có ghi nhớ cả. Mình phải nghe, mình phải ghi nhớ 5 lần 7 lượt chưa có vô trong cái đầu của mình. Nhất là đây là những cái con số. Và chúng ta tiếp nhận con số này nó không ngừng lại ở chỗ này đâu, mà nó sẽ sử dụng khi chúng ta hành trì. Vì vi diệu pháp là để tu thiền vipassana, chứ vi diệu pháp không ngừng ở lại ở chỗ đó, là gọi là trí văn và trí từ. Vi diệu pháp khi chúng ta học á, là để đầu tiên đó chúng ta mở cái trí văn ra, rồi sau nữa đi vào trí tư, và cuối cùng đó là cái hành trì để chúng ta thấy cái điều này. Nó chuẩn bị vậy. Và nó là cái linh hồn của Tam Tạng Kinh Điển. Là tại sao khi chúng ta hiểu được cái này thì những cái từ ngữ gốc trong vi diệu pháp nó sẽ giúp chúng ta đó là giải mã, hiểu được những cái từ trong tạng kinh và tạng luật. Chứ nó không có đơn giản là chúng ta dở cái từ điển ra chúng ta có thể hiểu được. Vì đó là coi như là hầu hết những cái từ điển Phật học mà chúng ta có trong tay, thì những cái từ điển này là cái những cái quy ước, những cái từ ngữ này mà những cái phạm trù về triết học của nó đó, thì cái căn bản của nó là nó đi theo cái dòng Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa của chư tổ sau này. Còn trong khi chúng ta học đây đó là cái gốc của Đức Phật giảng dạy. Thành ra nó phải có cái tự điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì nó chỉ có 1-2 quyển thôi mà rất là ít. Nó không có đủ sức. Là như là cái tự điển của Thiện Đức, Thiện Phúc dịch ra. Nhưng nó không đủ, nó mỏng lắm, nó không có đáp ứng được yêu cầu. Rồi những cái tập từ vựng nó cũng không đủ. Thành ra phải nói mình rất là thiếu thốn. Do đó là trong khi trình bày những cái điều căn bản trong cái vi diệu pháp này đó, là sư cô đã cố gắng giảng những cái từ ngữ rất rõ, rồi nó ghi ra. Để hơn nữa đó, khi mà những cái từ ngữ của sư cô sử dụng đó, là quý vị để ý đó, sư cô rất là chắc lọc, rất là chắc lọc và rất là rõ ràng, và những cái từ ngữ đó đều có giải thích hết. Thí dụ như sư cô dùng cái từ thế này, đây là một cái lộ mà gọi là lộ bình nhật,
Thì cái lộ bình nhật này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là nó diễn ra trong đời sống hàng ngày. Thì chủ nhật là ngày mà. Tức là bình thường hàng ngày nó diễn ra như thế nào thì gọi là lộ bình nhật. Cái nghĩa thứ hai đó là nó đi trong suốt một cái kiếp sống này. Đây chúng ta sinh ra đây và chúng ta tử đây. Thì đây là cái đời sống hàng ngày. Thì cái lộ bình nhật nó diễn ra trong đời sống hàng ngày và nó diễn ra trong hết cái kiếp sống này. Và lộ bình nhật mà diễn ra trong đời sống hàng ngày đó thì nó có tất cả là 17 sát na. Nó tính từ hậu kiếp để đánh dấu từ số 1 tới số 17. Thì con số 17 đó. Như vậy khi mà sư cô nói là cái lộ nhãn môn cảnh rất lớn đó, mà đầu tiên đó là nó chỉ hết động tóc, thì đương nhiên chúng ta biết con số nó tới đây là. Thành ra cái câu giải đáp này đó mà mình muốn học cho nó nắm thật chắc đó thì phải về nghe lại và ghi. Còn bây giờ sư cô đưa một cái đáp số ra đó, rồi quý vị cũng không hiểu nó ý nghĩa gì và nó ra sao cả. Và hơn nữa khi sư cô giảng đó, là sư cô đã biên trở lại cái bản này đã có nè. Sư cô còn để cái bản nhỏ rồi xong là tự tay vẽ trở lại nữa. Thành ra lúc đó mình không ghi là bó tay. Và cái con số này nó không giải quyết được gì trong cái trí văn của mình cả, ngoài cái chuyện là nắm con số trên. Thành ra cái con số đó nó phải đi trong cái lộ trình này. Để biết tại sao nó dứt tại đây. Thì đây là lần lượt những cái câu hỏi là do cái lúc mà giảng đó mình không có ghi kỹ. Với lại sư cô nói thế này, đây là một cái vấn đề sư phạm. Suốt gần cả chục năm nay đó, là khi sư cô giảng bao giờ cũng nói những cái biểu đồ này. Và khi nhiều người không hiểu á, thì cứ mỗi lần nghe thì cho rằng cái đó là biết rồi. Nhưng mà không hiểu cái cách giảng của sư cô đó, là vì những cái này nó rất là khó nhớ và khó thâm nhập. Cho nên mỗi lần sư cô nhắc lại là bao giờ cũng có thêm một chút. Nhắc lại bao giờ cũng có thêm một chút. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, là cái thời đại, chúng ta sinh ra cái thời đại đó mà người ta tiếp nhận những cái thông tin đó phần lớn nó bằng tâm tham và tâm sân. Tại sao? Vì người ta muốn biết thật nhiều và biết thật nhanh. Và như vậy đó, đứng về mặt sở hữu tưởng đó, thì tất cả những cái đó là nó trôi nổi như thế này, nó không thể khắn sâu được. Và mỗi lần mà chúng ta có cái sự hồi tưởng hay nhớ lại đó thì nó bập bềnh như vậy và nó chồng chất như thế, nó làm thành một cái khối mơ hồ hỗn độn trong tâm. Ngày nay cái văn hóa đọc sách rất là nghèo nàn. Người ta chỉ muốn nghe và muốn thấy cực nhanh trên mạng. Và những cái đó nó không để lại một cái ấn tượng sâu sắc. Nó không để cho cái trí tư của chúng ta làm việc. Khi mà sư cô giảng dạy cái này đó là sư cô làm rất là chậm rãi, lặp đi lặp lại. Và ngay khi vô cái lộ trình tâm này, sư cô có nói rằng những cái điều giảng hôm nay là lặp đi lặp lại. Tại sao lặp đi lặp lại? Vì đã giảng 18 cái tâm vô nhân này rồi. Mà 18 tâm vô nhân này là sử dụng cho cái này. Và khi mà cái động tác này, 18 tâm vô nhân đây là sử dụng ở đây, có nghĩa là sử dụng cho tất cả các cái lộ trình tâm. Và tất cả những cái pháp thiện, pháp bất thiện trong cái vi tế đó đều diễn ra tâm động tốc. Vì vậy tất cả những gì mà ngày hôm nay sư cô giảng đều là ôn lại tất cả những điều đã học. Nhưng mà ôn lại trên một cái cơ sở khác. Và chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta sẽ thấy rằng luôn luôn xây cái mặt này diễn tả thế này, xây tiếp mặt nữa diễn tả khác, xây tiếp mặt khác diễn tả khác. Tại sao? Vì vi diệu pháp chú trọng tới vấn đề phân tích. Và khi mà nối kết những cái đó để mà trình bày là cái cách tổng hợp miêu tả rõ ràng, thì cái đó là phương pháp chủ yếu của vi diệu pháp, có nghĩa là phân tích và tổng hợp. Và cái đó là căn bản của trí tuệ. Cho nên mới nói rằng khi mà chúng ta học vi diệu pháp là chúng ta vận động trí tuệ của chúng ta, trí văn, trí tư và trí tuệ. Mà bây giờ cái cách của mình học là không có ghi chép rõ ràng, không có xem lại nhiều lần, thì cái đó là mình thoáng qua thôi.
và chúng ta không tìm được ở cái gì nơi cái lớp vi diệu pháp này đó, nếu mà chúng ta không nghĩ nó là để phát triển trí văn, trí tư và trí tuệ. Đây không phải là một cái kiến thức, và thuần túy là kiến thức, không phải. À, quý vị cứ chịu khó đi, nghe sư cô giảng những cái này, giảng đi giảng lại, quý vị sẽ thấy cái ý của sư cô. Đây thuộc về vấn đề sư phạm. Và sư cô nhiều lần cũng đã nói vậy nè. Sư cô thấy nhiều người tạo khẩu nghiệp, cho nên sư cô cũng phải nói đi nói lại. Sư cô nói nhiều người nói rằng là sư cô nói đi nói lại để bán dĩa cho nhiều, lấy tiền cho nhiều. Thì sư cô nói là tất cả những Phật tử mà quay phim mà thâu băng cho sư cô thì biết rất rõ sư cô không dính dáng vào chuyện này. Bố thí pháp không có cái đó. Thành ra khi người ta bỏ đồng tiền ra người ta mua, người ta cứ nghĩ rằng là sư cô kinh doanh. Chuyện đó là cái chuyện đi địa ngục, không có dám đâu. Mà sư cô giảng lặp đi lặp lại là bởi vì sư cô biết đây là vấn đề sư phạm. Sư cô biết rằng cái người nghe cần phải được lặp lại như vậy, và cái người giảng cần phải lặp lại để nói một vấn đề mới. Thành ra quý vị thấy không, khi mình đi vô cái phần lộ trình tâm này, quý vị thấy không có cái gì mà quý vị không trải qua, bởi vì sư cô chuẩn bị rất lâu để mà ngày hôm nay mới có thể nói được cái điều đó. Còn nếu như những cái cơ bản đó mình không có, giờ đây sự tiếp nhận của mình rất là khó khăn. Thành ra những gì mà hỏi cái con số này đó, thì sư cô chỉ cho cái cách để mình nghe trở lại và tự mình ghi nhận lại mới có giá trị. Còn nhiều sư cô đưa con số thì trong sách không có hết rồi, chỉ là photo ra phát cũng được đâu có sao, đúng không? Nhưng mà cái cách để mình nói, mình hiểu một cái từ. Vì cái đặc điểm của cái vi diệu pháp á, là từ phải chính xác, nghĩa phải rõ ràng. Còn cái chữ này mà sử dụng hai nghĩa thì nói hai nghĩa, mà ba nghĩa là nói ba nghĩa, mà tám nghĩa là nói tám nghĩa. Chứ không khi nào có một cái, có một cái gì mà gọi là cái không có rõ ràng hay chập chồng ở trong đó, không có. Rất là chi tiết. Và cái nào nó rõ ràng ra cái phần đó là bởi sao? Là bởi vì khi cái trong tâm của chúng ta khởi lên á, thì chúng ta nhìn thấy nó mơ hồ, nhưng mà cái thực chất của nó là khi nó khởi lên nó rất là rõ ràng. Lần sau sư cô sẽ mang cho quý vị thấy nha, là mỗi một cái tâm mà nó có con số đó, thì trong tâm của nó như những cái sở hữu tâm nó sẽ nổi lên chi tiết rõ lắm, không có thể nào mà nói mơ hồ được cả. Cho nên nếu mà chúng ta có đủ cái phước mà chúng ta học cái vi diệu pháp này và hành trì trên ba cái căn bản trí văn, trí tư và trí tư đó, thì quý vị thấy đây là một cái bước ngoặt lớn trong cái đời sống tâm linh của mình. Và như vậy đó, nó làm cho chúng ta đó ứng dụng trong cái đời sống vậy, chúng ta rất là nhạy bén, rất là rõ ràng, nhìn là biết, nhìn là thấy. Và mình đi rất nhanh, liếc qua cái biết liền. Rồi mình đó, mình liếc qua mình thấy rồi nha. Nhiều khi mình chưa thấy nhanh ha, mình tập trung nó lại, mình suy gẫm ra liền. Sư cô thí dụ ha, nhiều vấn đề xây dựng là sư cô hoàn toàn dốt. Nhưng mà đến khi sư cô biết rằng người ta đã che mắt mình lại, bịt cái miệng mình lại, thì sư cô để tâm vô. Và nó không bao giờ nó đi ra khỏi những cái nguyên lý về trí tuệ cả. Và mình nắm được thôi. Cho nên mình liếc nhìn người ta là nghe cái cách người ta nói, hiểu ngay người ta muốn nói cái gì. Người ta che chỗ nào, người ta lộ chỗ nào, người ta muốn cái gì biết liền. Nhờ ơn gì? Nhờ ơn vi diệu pháp. Anh ta nhân đây cũng là một cái câu hỏi tốt. Để nhân đây sư cô đó là được trình bày cái cách thức mà mình đi vào vi diệu pháp, để cái lợi ích đó không phải có một kiếp đâu. Cái lợi ích này nó theo chúng ta đó, cho đến khi chúng ta thành tựu viên mãn. Thành ra ráng ghi về xem lại, rồi chúng ta sẽ lần lần chúng ta sẽ hiểu rõ. Như vậy là khi mà hỏi là trả lời rằng là cái lộ ngũ môn có phải là đi đủ 17 sát na không, thì như vậy nhìn cái con số trên bảng sư cô đã ghi rõ ràng. Quý vị thấy không?
Tất cả những cái khoảng này nó không thừa một cái chữ nào, nó không thiếu một cái chữ nào đó. Nên đi từ số 1 tới số 17 đúng không đây? Phải không? Vậy khi sư cô nói tới động tốc nó ngừng lại thì có nghĩa là nó còn bao nhiêu? 15. Phải không? Con số rõ ràng mà. Cho nên cái trong cái cách mà mình để mà mình cái đầu của mình nó bén nhạy, nó nhanh, nó không có quên á, là thứ nhất là cái gì chưa nhớ rõ, chưa hiểu rõ phải tìm cho rõ. Và khi mà tìm rõ rồi đó là phải sống với nó. Và sư cô hay dùng một cái chữ mà không biết là quý vị có thể thông cảm được hay không á, là phải nội trú trong cái vấn đề đó. Ở bên trong của nó tái lập lại, sở hữu tưởng mình có cái khả năng tái lập lại tất cả những cái này. Thành ra khi người ta nói tới động tốc là tức khắc là biết là con số 15. Đây con số sư cô đã ghi từ bao nhiêu năm nay cái bản này, chứ không phải mới năm nay. Nhưng mà đâu có ai quan sát để ý nữa đâu. Và tất cả những cái này nó đều có những cái con số của nó hết. Và những cái con số này nó sẽ hiện ra trong từng tâm một. Và khi cái tâm đó nó khởi lên, chúng ta giải mã những cái thành phần trong tâm, chúng ta biết tâm đó nó sẽ ra sao. Cực kỳ rõ ràng. À, thì con số nó sẽ trả lời. Thành ra khi hỏi là khi mà cái biểu đồ này nó đều đi 17 sát na phải hay không, thì khi sư cô giảng về là sư cô không cần trả lời. Thì quý vị sẽ thấy trường hợp nào nó đi 17 sát na, đúng không? Như vậy trường hợp đằng sau nó có hai cái tâm mót này thì nó đủ 17 sát na. Khi nó tới hộ kiếp khách thì nó chỉ có một cái hộ kiếp khách thôi thì nó 16. Đằng sau của nó là nó hộ kiếp rồi. À, khi chúng ta học về vi diệu pháp đó, cái trí chúng ta phát sanh. Cũng như là khi hồi nhỏ mình học về hình học á, thì đường tam giác người ta dạy hai đường thì đường thứ ba tất nhiên phải biết chứ. Chứ đâu có ai dọn sẵn cho mình ăn hết đâu. Phải làm việc. Và khi chúng ta không thấy cái giá trị của trí tuệ thì chúng ta chỉ mong muốn một cái kiến thức thôi. Và dồn vào đây rất nhiều những cái kiến thức mà không hiểu rằng sở hữu tưởng chúng ta sẽ có thể chập chờn. Và cái chập chờn đó làm gì? Chúng ta hiểu lệch ba lệch lại chút thì cái tai hại đầu tiên là bản thân của chúng ta. Cái tai hại thứ hai khi chúng ta truyền đạt, mà chúng ta truyền đạt như vậy thì cái quả của chúng ta đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta đến giáo pháp chúng ta đi vòng vòng vậy, không có vô được tâm điểm. Cho nên sư cô cũng có nói rằng cái pháp tòa này đó có thể là pháp trường đấy, vì tên bay đạn là mình nói sai lãnh đủ. Cho nên ráng ghi nhận. Và đây là cái tập tầng của mình. Cái này sư cô cũng có nói cái lớp này rồi. Bây giờ đó trẻ con á, nó được cung cấp thông tin cực kỳ phong phú. Nhưng làm một bài tập làm văn không nổi. Tốt nghiệp đại học rồi kêu làm một văn bản hành chánh không biết cách viết. Chấm phẩy không rõ ràng, lỗi chính tả, trật từ dùng Hán Việt không hiểu. Báo chí viết sai ngôn ngữ rất là nhiều. Làm cho cái sự hiểu biết người ta cũng theo đó mà nó lệch lạc đi. Tại sao vậy? Vì người ta không sống trong đó mà người ta chạy theo những kiến thức. Nào quý vị thấy nè, quý vị thấy cái thế hệ sau nè, nó cầm cái iPad lên về rồi quẹt, quẹt. Cái gì thích thì để lại, không thích cho qua, quẹt, quẹt, quẹt. Những cái này cực kỳ tác hại. Sư cô nhớ hồi mình nhỏ nhỏ đi học, mua được cái sách giáo khoa thư, không có cái gì đọc, cứ đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc hoài. Nhờ vậy mà nó thấm. Rồi nó đi với mình đó, trong cái đời sống. Vì đâu có sách báo gì nhiều đâu, mà đâu có người lớn đâu có ở không mà
mà kèm dạy tỉ mỉ đâu, thấy sai đâu thì nói đó, trật đâu thì dạy đó, chứ còn đâu có thể là nói có hệ thống được. Nhưng mà một cái quyển sách giáo khoa soạn có hệ thống như vậy để mình nó nuôi dưỡng cái tâm linh của mình á, thì mình đọc đi lặp lại thì nó nằm ở trong đó hết á. Chứ lần trước khi cái lớp này ấn tống á, là cuộc sống nhiệm màu gì đó, thì sư cô nói đây là một cái phước báo rất là lớn. Bởi vì hồi đó mình chỉ có tâm hồn cao thượng của Hà Mai Anh với lại sách giáo khoa thư thôi, thì nhỏ cứ nhiêu đó đọc qua, đọc tới đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược rồi. Nhưng mà nó đã ăn vào trong cái đời sống nội tâm của mình những cái căn bản hết sức là tốt. Cho nên cái phước báo của mình á, cái đại phước báo là mình đọc học được cái vi diệu pháp này, phải cố gắng sống với nó, nội trú với nó. Rồi đó, từ từ mình nắm được cái mối dây đó, thì cái này là cái pháp hỷ không đo lường được. Cái pháp hỷ nó nuôi sống cái thể chất và cái tâm linh mình cực kỳ lạ luôn. Nên cố gắng học đi. Và đặc biệt với những vị lớn tuổi, đừng bao giờ nói rằng khi tôi lớn tuổi, có nghĩa là cái đầu óc của tôi nó tầm bậy tầm bạ rồi. Không có đó, không có. Quý vị nhớ là khi sư cô giảng về tâm tham cách đây 11, 12 năm á, thì sư cô có nói là cái tâm tham trẻ mãi không già. Tức là những cái pháp bất thiện trẻ mãi không già thì những pháp thiện vẫn như thế. Nó rất là mạnh mẽ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, tại vì chúng ta không khơi dậy thôi. Cái tuổi già nó có hạn chế ở chỗ này. Là thí dụ như cái hồi mình còn trẻ đó ha, mình đọc một cái quyển sách đi, nó không dày lắm, nó mỏng, nó độ chừng 50 trang thôi, thì mình đọc xong rồi mình để quyển sách đó, mình có thể sống trong cái quyển sách đó. Tức là mình nhớ lại từ đầu tới cuối, từ cuối lên tới đầu, nắm được những cái điểm chính mình đưa ra. Thì bây giờ cái tuổi già nó có cắt quãng. Nếu mình đọc xong cái quyển sách đó rồi đó, mình phải có cái thư giãn một chút. Rồi xong mình mới rất rồi nhớ một cái đoạn, rồi mình có thư giãn một chút, rồi mình lại nhớ, rồi mình có thư giãn, rồi mình vẫn sống như thế được. Là do cái cơ thể mình nó yếu, cái hệ thần kinh của mình nó suy, cho nên là nó không thể có một cái lực chịu đựng mạnh mẽ như hồi trẻ thôi. Cái này là sư cô trải nghiệm cái bản thân của mình để thấy rất rõ như vậy. Chứ còn nói mà mình về già cái đầu mình không minh mẫn là không đúng đâu. Không đúng. Bây giờ cái nói ra phần thứ hai, nói lộ ngũ môn, chót động lực, chót tâm mót, chót hộ tiếp cách, đều đi đủ 17 tâm sát na. Câu này không cần trả lời, đã thấy bản rõ. Đúng không quý vị? Thấy chưa? Rồi. Bây giờ câu thứ hai, 17 tâm sát na được tính từ ngũ môn hay từ các tâm hộ kiếp, thì chúng ta nhìn con số trên này khỏi trả lời. Đúng không? Thấy không? Tại sao phải hỏi? Trong khi đó là cái con số sư cô đánh đâu phải để chơi. Như vậy câu này không cần hỏi, chứng tỏ là lúc mình á, mình đã phát được cái bản trong tay mình coi còn sót. Thấy chưa? Những cái gì nó đưa thành biểu đồ rồi đó, thì không có một cái gì ở trên này mà thừa cả. Thành ra cái câu trả lời này mình chỉ cần dỡ cái bản mà của cô Chi cúng dường ra đó, là dỡ ra cái bản đó, thì cái lộ ngũ lộ ý đầy đủ hết, thì cái câu trả lời này cũng rất rõ ràng rồi. Kháng ngũ môn thì giới biểu đồ, chót động lực, chưa đi đủ 17 tâm sát na. Mình đặt một cái vấn đề mà vấn đề người ta đã trả lời xong rồi. Bây giờ mình đặt chơi để quậy cái tâm mình cho nó vui vậy thôi. Chờ quý vị thấy không? Cho nên á, ở đây sẵn hôm nay là cái vui thì sư cô nói để mà mình biết cái cách mà mình rèn luyện cái trí nhớ của mình. Rèn luyện trí nhớ. Mà cái này thì tất cả đều biết hết, chỉ là không để ý thôi. Đầu tiên là phải thuộc. Và phải hiểu từ chút một hiểu thuộc. Thuộc hiểu xong rồi đó, suy gẫm nó. Rồi mới ứng dụng nó từng phần. Bởi vì nếu không thuộc, không hiểu nó, khi ứng dụng không biết trật chỗ nào. Không biết cái khúc nào, không biết cái đoạn nào. Hồi đó khi sư cô mà giảng cái môn văn á, sư cô biên một cái câu văn ra, một câu thơ, và sư cô đều hỏi học sinh rằng á, trong cái câu thơ này hoặc câu văn nào, cái chữ nào là cái thần thái của cái câu đó. Một chữ thôi.
Một chữ đó thấy được cái thần thái nó rồi, tức là con mắt của nó nằm ở chỗ đó rồi đó, thì cái chữ nào là phụ vô để cho cái này nó rõ ràng. Chứ không phải ngữ pháp là học chủ ngữ, vị ngữ, tiếp ngữ, dân dân, tất cả đó. Cái đó là những cái nguyên tắc thuộc về văn phạm. Nhưng linh hồn của văn phạm á, là khi cái cấu trúc này đó, thì cái từ mà gọi là cái linh hồn của cái câu nói đó là cái chỗ này. Cái linh hồn của cái câu thơ đó là cái chỗ này. Khi mình nắm được cái chỗ đó rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ thấy nó chầu quanh đó để nó phát sáng ra sao. Và khi mình học được cái phương pháp này rồi đó, là quý vị chỉ cần đọc qua liếc qua biết liền, vì nó đã thuần thục rồi, thuần thục cái cách mà mình tiếp nhận qua cái câu văn câu chữ rồi. Cho nên mình nghe người ta nói cũng vậy, nghe nói là người ta nói qua mình biết cái chữ nào là cái chánh yếu trong đó rồi, mình nói lại không sai. Cho nên phải cố gắng á, rèn luyện mình. Ví dụ như bây giờ là sư cô chỉ nè, mình học một cái, mình ra điều kiện cho mình á, một tuần lễ thuộc một cái câu kinh pháp cú 4 chữ, 4 câu, một câu 5 chữ là 20 chữ tất cả. Cái cách mình học nè, đầu tiên á, đọc qua 3-4 lần cho nó nắm cái tổng quát, rồi sau đó học một câu thôi 10 lần. Câu thứ hai học 10 lần, xong câu 1, câu thứ hai 10 lần, tới câu thứ ba cũng học 10 lần, rồi đọc 3 cái câu trên đó 10 lần. Và chúng ta rèn luyện cái tưởng chúng ta để nó ghi nhận đúng, ghi nhận chính xác. Nửa đêm mà mình nhớ là cái câu kinh đó mà lộn, phải ngồi dậy liền, không cho phép nằm, ngồi dậy liền, đốt đèn đã, thắp đèn lên, rọi vô, đọc cho kỹ, chính xác, nhẩm lại. Và khi mà mình dạy cho cái tâm của mình như vậy đó, về sau đó là cái độ nhớ chính xác của nó rất là cao. Và nên nhớ trí tuệ nó nằm ở chỗ là nó tiếp cận cái sự chính xác để nó đi đến chính xác. Còn nếu chúng ta xa cái sự tiếp cận sự chính xác là cái sở hữu tưởng của chúng ta, nó sẽ coi như là nó giống như gọi là cái rễ đu đủ nó mọc lan lên trên vậy. Rồi khi đó trong cái luân hồi đó mà cái tử này kết thúc đó, mà nó chuyển qua cái khác đó, thì là chúng ta không có nối lại được những cái giá trị tốt đẹp mà nó đi với chúng ta từ trong cái luân hồi này đi nè. Nó không đi những cái phần thiện và thiện trí của nó, mà nó đi á trong những cái phần mà nó để lại một cái dấu ấn của sự đau khổ trong cái đời sống. Những cái pháp bất thiện này, những cái dòng mà nghiệp xấu này, nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao vậy? Vì cái bản chất của nó là rối loạn, cho nên nó phù hợp và nó nhảy lên rất là nhanh. Cái tâm của mình không bám vào cái gì chắc chắn, và mình không có dạy dỗ, mình không có rèn luyện nó để dạy cho nó rằng phải nhớ chính xác, phải nói chính xác. Này, sư cô nói thế này, các cô mà đến ở chỗ sư cô, sư cô hỏi trong tủ lạnh có cái gì, là trước khi sư cô hỏi sư cô đã kiểm, sau khi người này trả lời sư cô kiểm lại liền. Mấy lần vậy sư cô nói? Trước khi trả lời phải kiểm lại. Những người đó nói sư cô khó, nhưng không biết rằng sư cô dạy dỗ. Biết mình khó, biết mình trước khi hỏi đã thấy câu trả lời, sau khi trả lời xong kiểm lại nữa, để cho người này biết rằng không thể muốn trả lời cái gì cũng được. Nhưng người ta nói mình khó thì người ta cứ ra đi. Người ta không đủ phước để được rèn luyện như vậy. Cho nên mình tập chính xác mà. Còn cái gì không biết nói không biết, cái gì mơ hồ nói mơ hồ, để làm chi? Dạy cho cái tâm của mình. Còn trong khi pháp thế gian đó, để người ta ứng phó. Bây giờ nói đại cho nó yên, để chứng tỏ rằng mình có làm việc. Cho nên nó là hỏi ở đâu á thì cứ nói cho nó yên đi, cho nó qua đi, rồi chuyện ra sao mình đối phó sao. Mình tu vẫn đi trong pháp thế gian. Còn cái người tu không nói như vậy. Dạ cái này con chưa có coi, dạ cái này con chưa có biết, để con kiểm lại con trả lời.
Đó là câu nói của người tu. Còn người thế gian không có vậy. Tập điếm cho nó xong. Và như vậy cái hại về phía mình. Một cái khen đó nó chỉ là ngọn gió đời, nằm một trong tám ngọn gió đời. Nó sẽ thổi lốc ở trong tâm của chúng ta, và nó làm cho những cái luồng nghiệp xấu này khởi lên, hoàn toàn không có lợi ích gì mặt tâm linh. Thì thấy rõ chưa? Nhiều lần sư cô nói nè, đại phước báo á, mà mình mới ở với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, hoặc mẹ cha mình là cái người rất là kỹ tính, rất là khó tính. Đại phước báo. Tại sao vậy? Rồi quý vị xuất gia, quý vị dở cái luật tỳ kheo ni ra, quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy tỉ mỉ từ chút á, nghĩa là y như má mình, y như bà nội bà ngoại mình mà khó như vậy đó. Nó nằm trong cái hạnh lành đó hết, nó không có đi xa. Cho nên á, khi mà chúng ta sống nó có hai cách ứng xử, một cách ứng xử của đời, một cách ứng xử của tâm linh thuộc về đạo. Tập, phải tập nó mới ra, không tập nó không ra. Thành ra không đặt vấn đề là tính từ kháng ngũ môn, bởi vì con số đã xác định rồi. Nếu tính từ các tâm hộ kiếp thì vì sao chỉ tính chặn? Nghe chưa? Ở đây chặn khác, còn sát na khác. Chặn là tại sao tính chặn? Là bởi vì như thế này, khi nào nó bắt đầu khởi đầu cho một cái kiếp sống khác. Đây, như chúng ta nói đó, là khi cái tâm tục sinh này nó làm việc này, tục sinh này đó là nó bắt cái cảnh cận tử đây. Thì cảnh cận tử này đó là một cái sát na của cận tử này đưa vào. Khi nó tử rồi đó, thì nó thành cái sát na sanh. Thì cái cảnh cận tử này nằm trong tục sanh. Thì vậy tâm tục sanh này nó sẽ chuyển thành tâm hộ kiếp đây. Chuyển thành cái hộ kiếp. Tục sinh này chuyển thành hộ kiếp. Và như vậy nó đi hết trong kiếp sống. Đi hết trong kiếp sống. Thì cái cảnh cận tử này nó nằm đây. Thì cái tâm hộ kiếp này nó gọi là tâm chủ. Và cái cảnh cận tử này nó gọi là cảnh chủ. Bây giờ khi một cái cảnh mới xuất hiện, cảnh mới thì khi tác động vào cái dòng hộ kiếp này á, thì nó có cái sức của nó, nên gọi là cảnh lực. Khi nó tác động vào đây, nó đủ mạnh thì nó cắt đứt cái dòng hộ kiếp này, thì nó mới khởi đầu cho một cái lộ mới. Thì cái chặn của nó không thể tính từ cái hộ kiếp, mà nó bắt đầu mở đầu của cái lộ, nó sẽ nằm ở đây. Thì cái người cảnh sát đó, người ta mới cầm cái một cái đèn, người ta quơ thế này, thì từ đằng xa đó cái người này đã trông thấy. Thì khi mà trông thấy á, nhưng mà chưa có thắng được, cho nên trông thấy rồi đó thì nó sẽ có cái hộ kiếp vừa qua. Vậy thấy không? Cái dòng hộ kiếp nằm phía trước, thì là khi mà vừa trông thấy á, thì cái chưa có đạp cái thắng được, thì tới cái bước thứ hai đó là cái hộ kiếp rúng động là mới đạp vào cái thắng. Vậy thấy không? Khi mà người tài xế này trông thấy cái dấu hiệu của người cảnh sát giao thông, nhưng mà chưa có đạp thắng kịp, thì nó là cái bánh nó vẫn lăn qua, thì gọi là vừa qua. Bây giờ đạp cái thắng xuống thì nó gọi là rúng động. Rúng động rồi cái xe nó dẫn lết bánh, thì tới đây nó mới cắt đứt cái chỗ này, thì cái kháng ngũ môn đây xuất hiện. Thì ở đây nè, nó bắt đầu nó tính cái lộ mới. Nhưng mà sự dao động này nó đã làm xáo trộn ở trong cái dòng chảy của hộ kiếp rồi. Thì thấy rõ chưa? Cho nên nó tính cái hoạt động của cái lộ trình tâm, nó sẽ tính là bình nhật là 17 sát na, nó tính từ hộ kiếp vừa qua. Tức là từ khi cái người tài xế trông thấy cái ký hiệu của cảnh sát giao thông là phải ngừng lại,
Thì người này thấy biết rồi, nhưng mà chưa có đạp thắng được. Thấy rồi là đạp thắng liền, nhưng nó phải có cái thời gian. Thời gian nó tính một sát này. Thì đạp rồi cái xe nó vẫn lết bánh. Thì như vậy là nó hộ kiếp rúng động rồi tới hộ kiếp dứt dòng. Thì mới bắt đầu nó vô cái mới. Cho nên cái chặn nó phải tính từ đó. Đi hiểu gì chưa? Cho nên á, nghe lại cái lời giảng sư cô đi. Ở đây nó nhỏ, nó thu gọn lại sư cô đỡ cho chị. Thì như vậy đó, sư cô nói nè, cái lộ ngủ á, là bắt đầu từ đây là nó khai mở cái hoạt động mới của tâm thức. Thì nó phải tính từ cái chặng này. Đây là cái chặng nó khai mở. Còn cái lộ ý á, thì đây nó khai mở từ đây. Khai mở từ kháng ý môn đây. Nó khai mở từ cái chỗ này. Trong khi lộ ngủ á, nó khai mở từ đây. Nó cách ba sát na thì đây nó khai mở tại đây. Thành ra trong cái tâm vô nhân này nè, chúng ta có hai ba cái vi tác. Cái ứng cúng vi tác thì ứng cúng vi tiếu mà thuộc về tâm vi tác này đó là để cho Đức Phật. Còn hai cái này là ai cũng có hết, là kháng ngũ môn và kháng y môn. Thì kháng ngũ môn đây là để mở đầu cho lộ ngũ, còn kháng ý môn là mở đầu cho lộ ý. Thì vậy cái chặn nó phải tính từ chỗ mở đầu, còn cái kia là cái khâu chuẩn bị. Nhưng đứng về hoạt động của tâm, khi nào cái dòng hộ kiếp bị khuấy động thì nó đã coi như là chuẩn bị để sinh khởi một cái hoạt động mới. Như vậy là trả lời cho chúng ta thấy rõ rằng là cái chặn nó phải tính từ lúc mà cái kháng ngũ môn và cái kháng ý môn mở đầu cho lộ ngũ hoặc mở đầu cho lộ ý, chặn tính từ đó. Các tâm hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng thuộc về quá khứ. Đây là quá khứ của hiện đời, phải không? Cái này á, là những cái bài trước không có nắm. Cho nên tới đây á, là đâm ra nó có cái thắc mắc. Như cái này đó là sư cô có nói lâu rồi đó, lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà tại vì mình không có thấy cái giá trị của nó. Là tất cả những gì nó khởi lên trong suy nghĩ của mình á, đều trổ quả tức khắc. Những cái pháp bất thiện này chỉ cần khởi sanh trong ý là quả trổ liền. Những pháp thiện này khởi lên trong tâm thì quả trổ liền. Và khi mà mình nói ra, mình nói thầm trong đầu, hay là viết ra, hay là tỏ cái cách để người ta hiểu, hay là nói bằng cái lời nói, thì nó phải đi hai cái chặng đường. Cái chặng đường nghĩ ra, rồi cái chặng đường mới điều khiển cái nói. Thì sắp tới đây đó, khi chúng ta học cái sự phối hợp và cái hoạt động của cái lộ ngũ này và cái lộ ý này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó tái hiện rất là nhiều. Và nó phải có cái cách hoạt động của nó mới đưa ra bằng cái lời nói được. Thì như vậy, từ trong cái ý này mà muốn nói lên cái thiện ý hay là cái bất thiện ý, thì nó cũng đều trổ quả ngay tức khắc và nó mạnh hơn. Tại vì sao? Nó lặp lại cái ý, cái quả nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ tới mình ứng xử. Đây. Mình cư xử, mình giải quyết vấn đề, mình xử lý tất cả mọi việc, mình tỏ thái độ, bày tỏ lập trường quan điểm, thì tất cả nó nằm ở đây. Và như vậy nó sẽ đi từ 1, từ 2, từ 3 mạnh hơn. Thì như vậy sao? Thì vậy khi cái quả này nó trổ xanh á, nó sẽ tính hai cách. Thứ nhất về thời gian, và cái thứ hai á, là cái cường độ của nó, tức là nó mạnh hay yếu. Mới nổi giận giận lên chút xíu thì cái cường độ nó thấp. Thời gian tính bằng nhau. Ví dụ giờ mình bực mình 5 phút, thì cái 5 phút đó mình cứ nhân là 1 giây đồng hồ, 250.000 tỷ cái sát na, cái tâm bực bội của mình nhân 5 phút tính ra. Bây giờ mình có giận cực giận đi nữa mà trong 5 phút cũng tính bằng số đó. Nhưng hai cái này nó khác nhau.
Mới giận giận nó khác, còn cái giận dữ, cái cường độ của nó khác nha. Và cái cường độ nó sẽ làm nên cái gì? Nó làm nên một cái luồng khí mà nó gọi là cái ma lực cực kỳ mạnh mẽ trong ta. Cái thiện cũng như vậy đó, nó sẽ làm thành một cái hùng lực mạnh mẽ trong tâm, làm nó luôn luôn có hai yếu tố về con số và yếu tố về cái sức mạnh, mà nó thuộc về cái cường độ, nó thuộc về cái chất lượng của nó. Hai cái đó nó làm thành đó, hai cái dòng chảy trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Hay có con kênh nữa, nó chảy một dòng nghiệp, nhưng mà nơi đây đó có cái phần trong, nơi đây có cái phần đục, nơi đây có cái dòng nước ấm, nơi đây có cái dòng nước lạnh chết người, nơi đây là pháp trắng, nơi đây là pháp đen, luôn luôn nó có mặt, nó đi bằng các cái tâm quả đó. Và những cái tâm quả này có những cái nó có hạt giống trong đó rất nhiều, có những cái nó trổ quả không có hạt giống. Những cái tâm quả vô nhân và những cái tâm quả hữu nhân nó trổ sinh như thế. Vì vậy tất cả những cái gì mà chúng ta suy nghĩ lên đều trổ quả. Khi chúng ta nói ra về bất cứ cái hình thức nào đều trổ quả mạnh hơn. Khi chúng ta ứng xử bằng thái độ gì, bằng cách thức gì, mạnh hơn nữa, nó hình thành cái quả. Và cái quả này nó như thế này, đây cũng là lặp lại thôi, là giống như từ hồi mình vô lớp 1 cho đến lớp 12, tất cả các môn mình học đều có điểm hàng tuần, điểm hàng tháng, điểm thi học kỳ 1, học kỳ 2, vân vân, cộng lại thì cuối năm chúng ta có con số trung bình. Như vậy nó có từ chi tiết của các phân môn, nó đi đến cái tổng kết cuối năm. Và nó đi như vậy trong 12 năm, thì cuối cùng cái tổng kết của 12 năm cộng thêm cái bài thi hiện tại vậy đó, thì người ta sẽ đánh giá cái năng lực trong 12 năm của mình. Thì cái tâm quả mà đưa đi tục sinh đó, là nó tính từ trong vô lượng kiếp cho đến cái bản tổng kết cuối cùng của nó, là nó nằm ở cái chỗ này. Nó mới đi tái sanh. Còn cái cách nó tái sanh thì hôm tuần trước sư cô giảng rồi, nó giống như những cái con bò mà chúng ta nhốt ở trong chuồng đấy. Thấy không? Thì cái con nào mà nó đi ra nó mở cửa đó, thì cái dòng nghiệp này nó vẫn chảy mà. Thấy không? Và khi như vậy đó, mặc dù trong cái cuối cùng cái giờ cận tử chúng ta tốt đẹp nhất, nhưng mà khi nó được tái sanh ra đời rồi đó, thì nó cũng hưởng đủ cái số của nó mà thôi. Rồi sau đó nó phải rơi xuống. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Cho nên có những người á, họ sanh ra họ cực giàu, nhưng mà sau đó cái nghèo của họ không thể tính được. Vì cái phước nó tới đó mà thôi, không thể khác hơn. Cái này sư cô cũng có nói với các Phật tử rồi đó, phải ráng coi cái phước của mình. Tại sao nói ráng coi cái phước của mình? Bởi vì chúng ta đều làm lớn dậy sự bất hạnh của mình, mà không làm lớn dậy cái phước của mình. Hay có một cái gì đó mà không vừa ý, không hài lòng á, thì để cho những cái sự không vừa ý, không hài lòng đó, nó lớn dậy để nó tàn phá trong tâm của mình và tàn phá cái phước hiện tại của mình mà thôi. Còn nếu mình biết nhìn thấy rõ cái phước của mình, soi rõ cái nó, chúng ta không có dám để cho những cái sự bất hạnh này tàn phá đời sống của mình. Đây cũng là cái điều lặp lại khi sư cô giảng, sư cô nói này. Trong kinh đó, Đức Phật có nói là có những cái kẻ đó uống nước sôi, múc nước sôi sùng sục đó uống. Uống chưa thấy đủ đó tắm, tắm cũng chưa thấy đủ đó nhảy luôn cái chảo nằm luôn. Trời ơi, mình đọc tới đó mình nói ai ngu vậy, chắc không phải có mình trong đó đâu. Nhưng mà đến khi mình tu tập mình thấy
có mình trong đó đó. Bởi vì khi cái cơn sân của mình nó nổi lên đó, là nước bắt đầu đun nóng rồi. Mà khi mình giận dữ lên á, là mình uống nước sôi rồi mình không biết. Mà đã giận dữ lên rồi đó thì nó quậy ra tùm lum hết, tức là nó tắm nước sôi luôn. Ai đứng gần nó cho tắm luôn. Rồi chưa đâu nó nhảy trong chảo nước sôi, tức là nó tự giận nó chết. Quý vị thấy có không? Có trong đời sống. Và nếu chúng ta đây đó gặp những cái bất hạnh này mà nó để quậy mạnh lên nhiều quá, thì chúng ta cũng đã có cái ý định nằm trong chảo nước sôi chơi rồi, đúng không? Cho nên phải thấy cái phước của mình. Cái phước lớn nhất của mình là gì? Được sanh ra làm người. Đẹp xấu cũng thành vấn đề. Thông minh không nên nên tiện nó chính sao? Nhưng cái phước lớn nhất chúng ta được sinh ra làm con người. Vì khi chúng ta đã có cái thân xác làm con người đó, thì chúng ta, cái đường luân hồi chúng ta đã đi trên con đường thiện và con đường có trí tuệ này quen thuộc rồi. Đó là đại phước báu chúng ta sanh ra được làm rồi. Mà bây giờ đó, do những cái sai lầm trong cái tiền kiếp chúng ta, nó quậy mạnh lên như thế này để cho chúng ta đi vào những cảnh giới đau khổ của các dạng súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục mà chúng ta đây trí tuệ ở đâu không nhận ra để hợp tác với nó. Để mà thấy trời ơi, tôi sống về thà chết sướng hơn. À, tôi uống nước sôi về chưa đủ đâu, tôi vô chảo nó mới thấy thoải mái hơn. Sửa lại cái câu nói đó đi. Học theo kinh Phật sửa lại đi rồi mới thấy. Nên phải thấy cái phước báo mình được làm người. Vì làm người mình biết cái điều thiện và điều bất thiện. Đó là trí tuệ tâm linh. Mình làm người cho mình có cái phước á. Khi mình làm cái gì sai đó, cái tâm mình nó ai nấy. Nó nói làm vậy phải không? Sao kỳ quá vậy? Tại sao mình làm vậy? Làm vậy coi không được. Ai nói vậy? Trí tuệ nó. Nghe lời nó đi. Khi mình tu tập á, quý vị sẽ thấy trong tâm mình nó nói dữ lắm. Và cái phước trí này nó nói luôn luôn. Nhưng mà khi những cái dòng nghiệp xấu mình nè, sư cô nói là cái lực của nó mạnh quá, nó lấn át hết. Người ta nói cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hủ rồi vậy. Nghe cái lời nói phải mình lên, tôi không cần nghe, nhiều chuyện quá, nhiều lời quá. Ai nói vậy? Pháp bất thiện nói. Thành ra cái trí tuệ nó nín. Mình tu tập mình thấy rõ như thế, nhìn như thế. Để mình nhận ra rằng làm sao khi mình thân hoại mạng chung được tái sanh làm người hạnh phúc. Khổ cách mấy được làm người vẫn hạnh phúc. Và làm người mà biết đến Tam Bảo hạnh phúc hơn. Phải nương vào đây. Cho nên không phải quy y Tam Bảo rồi để đó là mình được cái phước đâu. Mình lúc nào cũng phải nhớ nương tựa vào Phật là nương tựa vào sự sáng suốt. Chúng ta làm người chúng ta có cái lương tâm của con người. Hãy nghe nó. Nó chính là trí tuệ về tâm linh. Nó chính là Phật trong tâm của mình đấy. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành đấy. Cái mầm trí tuệ về tâm linh mình có đấy. Lương tâm của mình đấy. Để mình làm con người đấy. Nó là. Nghe nó. Thành ra đây là một cái phước báu mà chúng ta phải nhìn. Còn hãy coi tất cả những sự bất hạnh trong đời ta đó là để chúng ta suy gẫm lại những cái gì mình đã làm sai. Nay mình khổ như thế này để biết mình làm sai ra sao. Học được bài học này thôi. Đây là bài học về tâm linh. Còn nếu không,
ma dương đây, ma dương trong tâm mình đây, nó quậy lên đây, bé xé ra to đây, từ trong tâm của mình đây, làm cho đã nư, làm cho đã ghét, làm cho bỏ ghét, làm cho biết tai tao, làm cho biết mặt tao. Ủa tai mình cũng vậy thôi, mặt cũng vậy, đâu có thay đổi. Có thay đổi là giờ nó thành quỷ rồi thôi chứ, đâu có cái gì khác hơn đâu. Phải biết nói chuyện với mình, soi lại mình. Cái gia tài lớn nhất, cái, mỗi cái phước lớn nhất chúng ta là được sinh ra làm người, nhớ cái điều đó thôi. Nghèo hay giàu là quả của phước thiện. Trồng nhiều cây ngọn thì quả nhiều, trồng ít hưởng ít, biết vậy đủ rồi. Biết vậy đủ rồi là phước báu làm người. Còn nếu không, không chấp nhận. Và nhân cái này sư cô nói một điều với quý vị cũng là lặp đi lặp lại. Mình cầm cái xương sống mình ra mình làm, không dám đặt cái lưng xuống, để cho con nó được hưởng cái này, được hưởng cái này. Vì muốn con hưởng được cái quả này tốt đẹp, và chỉ cho nó hưởng mà thôi, là chúng ta nhìn thấy có một vấn đề rất nhỏ mà chúng ta làm lớn vậy đó. Và mình sai từ căn bản ở chỗ đó, là mình thấy hưởng thụ là hạnh phúc trên đời này. Thưa quý vị, hưởng thụ là thỏa mãn. Và thỏa mãn đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và nó đòi hỏi mãi. Chưa? Bữa nay thấy má ngồi ăn cái này ngon quá, má chia phần rồi, nhưng mà mình ăn ngon mà thấy má không có xớt qua là thấy chuyện lạ quá. Một lần mà thấy má cả nhà mà ăn ngon rồi má cứ bỏ qua hết, má nhịn hết, sao bữa nay má ngồi ăn ngon quá, chuyện lạ quá. Mà nếu nhiều lần như vậy thì thấy má bắt đầu ham ăn rồi. Vì thấy con ta đòi hỏi không? Có đứa nó nói vậy: má nuôi con của anh, hai chị hai tới ba tuổi đó, tới chừng mà con đẻ đó má phải nuôi đúng như vậy nha, chứ còn không được như vậy con không chịu đâu. Vì thấy chứ, mẹ là con bò sữa, dắt bao nhiêu cũng được. Tại vì mẹ đã dạy cho con đó, uống sữa là hạnh phúc. Cái đó là cái sai của mình phải chịu thôi. Đừng có khóc, con người ta có hiếu, con mình nó thấy đòi không, không thấy gì hết. Ủa mình có dạy nó có hiếu đâu. Có bao giờ mà mình đem cái đồ ăn này mình nói: con à, má bữa nay đó là mua được có một cái dĩa bánh này thôi nha, đem mời ông nội bà nội nè. Mà có ông ngoại bà ngoại nó mời ông ngoại bà ngoại, có gì có cô chú nó mời hết. Mà trong nhà có bao nhiêu người phải mời, từ người lớn tới người nhỏ, còn chút xíu trên cái dĩa này đấy thì còn nhiêu phần còn. Ai cho thì hưởng, không cho thì thôi. Mà tập từ nhỏ đến lớn là nó biết cái bổn phận của nó là phải làm đầy đủ tới đó phần nó cuối cùng. Còn bây giờ mình bất chấp cha mẹ mình, cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, chị em mình, bản thân mình bất chấp luôn. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi con, ăn đi con. Thì nói giờ biết tới ai. Và bây giờ mình ngồi khóc là khóc cái gì? Đây là tội lỗi của mình. Mình chưa hề dạy của nó cái phước là con phải cúng dường. Có cái này đem lên cúng Phật, cúng Phật xong mời ông bà cha mẹ anh em, tất cả phần con nhỏ nhất là phần cuối cùng. Mình đâu có dạy nó đâu. Mình dạy cho nó hưởng 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 hưởng, cúi xuống cái máng ăn và quên mình là ai. Và không có cái hạnh phúc của sự cúng dường, của sự hiến dâng, của sự bố thí. Thử quý vị bắt nó lau cái nhà đi, rồi quý vị từ ngoài mà mang dép vô, nó nói: trời ơi má, má con mới lau mà sao má mang đôi dép vô. Còn nếu như mình lao suốt một cái cuộc đời của mình đó, mình có nói để dép ngoài, nó nói má khó chịu quá, có chút xíu vậy thì chút má lao có cái gì đâu.
tội của ai, tội của mình. Thì mình khóc, mình nói con người ta có phước, mình vô phước. Tại mình dạy bậy, mình vô phước đúng rồi, quả của mình nó trổ xanh. Bây giờ tại sao mình không chịu? Cho nên gì diệu pháp, cái gì học, cái gì thế này. Đứng chỗ này nhìn khác, khúc này nó là khác, khúc tới nó khác, khúc tới nó khác nữa. Từ cái hồi nó chưa biết chùi mũi thì chùi mũi cho nó, nhưng nó biết chùi mũi này, khăn chùi mũi. Chùi được, không được tờ này đưa tờ nữa, chùi mũi nữa. Rồi cuối cùng mình mới giúp sau cùng. Còn mình không có, mọi hoàn cảnh. Bây giờ có dở cái tay ông lên cũng ráng dở lên mình đem chùi mũi cho nó. Chùi mũi không được còn khóc nữa chứ. Trời ơi, bệnh quá đến nỗi không chùi mũi được cho con, tội con tôi quá. Trời ơi. Cái tâm mình nó dại dột cho đến như vậy mà không có nhìn ra. Cho nên nó đến cái tuổi nào nó có thể làm được cái việc gì đó, mình rèn luyện cho nó, rèn luyện cho nó, rèn luyện cho nó. Cha mẹ thì như rồng mà con như con trùng đất. Tội của ai? Tội của cha mẹ. Có người còn nói vậy. Không biết tại sao con tôi nó ra ngoài nó dễ thương lắm. Mà nó giỏi, nó làm gì cũng được cái đó, ai cũng khen nó mà không biết khen thiệt hay không. Chứ ở nhà thiệt là nó làm cái gánh nặng. Ủa tại vì mình mê cái gánh nặng đó mà. Từ đó giờ mình thấy mình phục vụ cho nó đầy đủ là hạnh phúc của mình mà. Thì bây giờ nó tiếp tục nó hưởng thụ như vậy mà. Đâu có gì khác ý mình đâu. Vì mình sai. Nuôi con, cung phụng cho con là một cái vấn đề rất thấp. Cái vấn đề dạy con nên người, rèn luyện cho con giỏi giang, để nó thể cất cánh bay cao. Đó mới là trọng trách làm cha mẹ. Cho nên quý vị thấy không, nhà nghèo không có đủ ăn mà con có hiếu, nó đi ra nó mót khoai của người ta. Mấy cái vùng người ta trồng khoai đó thì ta lấy cái khoai lớn, khoai nhỏ, gồng gánh mệt, nó đi mót khoai về, luộc khoai lên, biết để cho ba cụ lớn, má cụ lớn, còn anh em mình ăn cái cụ nhỏ. Còn mình giàu như thế này mà chưa bao giờ con mình nó bưng cái gì lại, nó lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn, mà nó thấy mình ngồi chần chần đó, nó chưa có bưng lại, nó nói má ăn chút xíu với con nhé. Không có cái chuyện đó. Tại vì mình sai. Còn người ta nghèo, nhưng người ta biết. Hạnh phúc nằm chỗ đó. Nghèo mà ấm cái tình. Còn giàu mà mình chỉ cung phụng cho nó thôi. Ngoài ra nó không biết một gì hết. Đau khổ tiếp nối dài dài. Quý vị có chồng như vậy, quý vị có vợ như vậy, mấy vị mới biết đau khổ ra sao. Thấy không? Quần áo giặt ra hết phơi rồi. Trời mưa đó. Anh lấy quần áo vô anh. Ta lấy đủ bộ đồ mà vô thôi còn cái đó. Ủa tại sao anh lấy cái bộ đồ anh không vậy? Thì của mẹ con em thì đi lấy đó. Em biểu anh đi lấy thì anh lấy bộ đồ anh thôi chứ. Chuyện này quý vị đừng tưởng sư cô nói đùa nha. Người làm điều đó là hiệu trưởng một trường cấp 2. Tại vợ hầu hết rồi. Bây giờ lâu lâu vợ nhờ thì mới nói là hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Đó là do đó. Do mình tạo ra một cái nếp sống sai lầm như vậy mình hưởng cái gì. Thành ra cái nhân quả nó diễn ra. Rồi bây giờ nó kết lại nha. Nó nằm trong hai cái luồng nghiệp này. Thì như vậy khi mà cái tâm tục sinh á, thì nó phải tục sinh bằng tâm quả. Và lần trước thì cô có nói là bốn hạng người phàm phu sinh ra bằng tâm quả gì đã giảng rồi, đúng không? Như vậy thì nó sinh ra bằng tâm quả đấy. Cho nên đừng có tưởng rằng mình là bất hạnh hơn người ta. Phải xem mình trồng cái giống cây gì thì mình mới biết mình bất hạnh hơn ai. Còn cái suy luận mình nói vậy, trời ơi mình hết lòng vì cái nhà này, mình hết lòng với mọi người mà người ta chưa vừa ý. Tâm tham không bao giờ vừa ý. Không bao giờ vừa. Bởi vì sao? Mình tập cho người ta chỉ là thụ hưởng trong tham thọ hỷ thôi. Thì ngày hôm nay khi mình không đáp ứng được nữa, người ta tìm cái đối tượng khác đáp ứng hơn.
con mình cũng có đối tượng, mà cái người hôn phối mình cũng có đối tượng khác. Đó là quy luật của tâm thân. Nhưng mình không biết, mình chỉ nghĩ là mình có cái lòng tốt. Lòng tốt thiếu trí tuệ, cho nên nó mê muội. Nó tưởng rằng mình chiều hết tất cả, có nghĩa mình được yêu thương tất cả. Không có quy luật đó. Chiều người ta thì người ta hưởng, nhưng có khi ta vừa nhận vừa khinh. Đàn bà đang có chồng thử ngoại tình đi, tất cả những người đàn ông chiếm đoạt cái người đàn bà đó đều thấy thích thú và đều thấy khinh bỉ. Khích khú là giật trên tay của người ta cái của người ta, thích thú về chuyện đó. Đó là cái người hạ tiện và khinh bỉ, bởi vì thấy người đàn bà này mình chỉ qua đường không bao giờ sống được rồi này. Nó lan chạ như vậy không thể sống được. Mình không biết, không biết cái điều đó. Nó nằm trong cái thấp hèn, nó nằm đây. Thì cái quả này phải trổ bao nhiêu lâu? Cho nên cái hộ kiếp là nó đi từ cái tục sinh. Nó tục sinh bằng các cái tâm quả đây. Tất cả các tâm quả. Thì tất cả những cái pháp quế nhiễm của mình nó tập trung vào tâm quả đây, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây, đi tái sanh trong bốn cảnh khổ. Rồi hỏi vậy rồi cái khi mình già rồi, sức khỏe mình suy sụp rồi, mình cứ nhớ. Hồi đó làm ngày cũng không nghỉ, đêm cũng không nghỉ, làm mỏi rụng rời tay, mượn rụng rời chân, nhưng vẫn vui bởi vì mình á là lo đầy đủ cho người lớn kẻ nhỏ, họ bên chồng họ bên vợ gì cũng đầy đủ đó, mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ nó không phải mãn nguyện như vậy, mà bây giờ nó nói chẳng có ai ngó tới cái mặt mình hết. Tuổi thân tuổi phận, tại sao mình ăn hiền ở lành mà mình không có được quả hiền quả lành vậy? Thưa vị, cái lành này ở bên ngoài thôi, cho nên nó được tiếng khen. Nhưng khen này vẫn nằm trong cái luồng gió nghiệp, chứ không phải tiếng khen của bậc thiện trí. Mà vì ở bên trong nó có sự sai lạc, nó có sự sai lầm, cho nên nó không thể nào có cái quả tốt. Mình khóc hoài, mình buồn hoài, mình không hiểu tại sao mình tốt đến như vậy mà bây giờ đó mình nhận cái cay đắng không mà thôi. Mình không thấy ở bên trong của mình cái tâm gì nó điều khiển. Tâm tham thọ hỷ điều khiển. Vì cung phụng cho người ta, mình lòng mình vui. Vì mình nghĩ rằng mình làm như vậy, người ta hài lòng, người ta sẽ thương mình nhiều hơn. Thưa quý vị, người ta bám mình nhiều hơn, chứ không phải thương mình nhiều hơn. Thấy không? Nó bám là, nãy sư cô nói, nó bám đến độ mà nó nói là má phải nuôi con có 3 tuổi thì má nuôi con của anh hai như vậy. Đòi hỏi. Không phải tình thương của mình cho xuống, mà đây là một cái thứ tài sản phải cho nó, không cho không được. Vì sao? Vì nó tiếp nhận bằng tâm thần, nó không có tình người. Vậy mình đi con đường gì vậy? Bao giờ mình nhận ra cái sự sai lạc của mình sẽ không buồn cho thân phận của mình. Mình cũng hoàn toàn không trách ai hết. Mình chỉ nói với mình hãy sửa đổi. Hãy thay đổi đi. Bởi vậy mà sư cô có nói là nên học cái hạnh phục vụ và hành hạnh phục vụ trong gia đình của mình. Để mình có gia đình, nhưng mình không có bị trói buộc. Và mình sống tốt hơn một cái người mà vì gia đình. Sống tốt hơn, đối xử tốt, nhưng không ràng buộc một cái gì, không chờ đợi một cái gì, không đòi hỏi một cái gì. Cho nên sư cô có nói với vị một nguyên tắc mà hãy áp dụng đi. Khi nào mình đau khổ, mình hỏi chờ đợi cái gì mà đau khổ vậy? Đòi hỏi cái gì mà đau khổ vậy? Mong muốn cái gì mà đau khổ vậy?
hỏi nó đi, rồi sẽ biết cái gốc gác ở trong tâm của mình nằm đó. Vì đau khổ nằm trong cái pháp bất thiện đây, thì khi chúng ta gieo xuống, nó có sự lệch lạc, nó có sự hiểu lầm, nó có sự sai trái bên trong, nó mới nằm ở đó. Nằm đó. Cái câu trả lời đến đây thì quý vị thấy là cái tâm hộ kiếp này nó thuộc về cái quá khứ trong tiền kiếp, và nó vẫn chảy trong cái kiếp hiện tại. Cái quá khứ này, quá khứ này nó in hình trong cái hiện tại, nó hắt cái bóng về đây. Đó, cho nên mình không có nói là cái hộ kiếp này có phải là quá khứ không. Nó đã quá khứ từ trong tiền kiếp, khi hộ kiếp vừa qua diễn ra từ 4 đến 9 tâm sát na, tức là nó nằm trong cái phần C đó. Tức là cái phần là khi mà cái lộ nhãn môn cảnh nhỏ thì nó sẽ có từ 4 đến 9 tâm sát na. Do những cái yếu tố mà tạo nên cái lộ nhãn này nó yếu, thì lộ trình này đi đến tâm phân đoán đã chập chờn trong 3 sát na. Như vậy có nghĩa là không có tâm phân đoán, tâm kháng ngũ môn, tâm tiếp thu, tâm quán sát như vậy. Cái này thì sư cô rảnh rõ lắm rồi. Tại vì thế này, khi mà nó khi mà cái hộ kiếp vừa qua đó, nó có từ 1 thì nó bình thường, nhưng có từ 2, 3, 4 có nghĩa là nó bị giống như nó bị chập chờn ở chỗ đó, nó khó vượt qua được. Là khi cái cảnh mới này nè, nó có cái lực, nó coi như là nó tấn công vào cái dòng hộ kiếp này. Tức là khi nó tấn công vào đây á, mà nếu như cái cảnh lực này nó mạnh thì nó xông tới cái nó đạt được liền. Nhưng mà khi cái cảnh lực này đó là do 4 yếu tố của nó đó, là có 1 trong 4 yếu tố đó hoặc 2-3 yếu tố nó yếu, thì khi mà nó vào đây nó cắt không được thì nó phải cố gắng nữa, nó cố gắng nữa cho đến khi đó mà nó cắt được, cho đến dứt dọc. Thành ra đó, ví dụ như nó, cái dòng hậu kiếp này nó là, xin lỗi, cái dòng hậu kiếp vừa qua này đó, cái hậu kiếp vừa qua này mà nó là bắt đầu 2, 3, 4, thì như vậy 2 nó đã là một cái lộ trình tâm, 3 lộ trình tâm, 4 một cái lộ trình tâm. Mà nó đi như vậy thì khi mà nó nhấp chỗ này nhiều quá thì đằng sau nó phải thiếu. Thì hiểu chưa? Nó phải thiếu. Và trường hợp nào nó thiếu thì sư cô cũng đã giảng rồi. Để coi lại cái đó là có cái bản vẽ mà sư cô có vẽ ra rất là rõ. Thì vậy khi mà nó đến cái chỗ mà coi như là nó là gọi là nó, cái thời gian của nó dao động từ 4 cho đến 9 sát na, thì nó không còn cái thời gian nữa, chúng ta cứ tính nha. Nó đâu còn cái thời gian nữa để mà cho cái động lực này nó sanh lên. Thì như vậy á, có khi đó nó chưa tới phân đoán là để dứt ở đây. Có khi nó làm cho phân đoán đó xảy ra 2-3 lần rồi dứt, nó không có thể mở đầu một cái động tốc được. Và cái này chúng ta sẽ học đi học lại. Tâm động tốc luôn luôn có 7 sát na, hay có thể có 6, có 5, có 4. Thì như lần trước sư cô có giảng đó, là cái khi mà cái tâm hộ kiếp vừa qua mà nó lên tới 4 á, thì cái động tốc nó chỉ còn có 6 thôi. Và nó cứ thế nó thụt lại. Thụt lại, mà nếu nó lên nhiều quá, ví dụ sắp chút xíu nữa đây chúng ta sẽ học cái phần thứ tư nè, là cái phần mà cái lộ nhãn môn mà cảnh rất nhỏ đó, thì nó sẽ có 10 đến 16 sát na. Thì cái khi đó chúng ta sẽ thấy là nó không thể nào mà nó làm cho cái tâm động tốc này phát sanh được cả. Còn cái lần trước sư cô nói là có 4 lần nó còn 6 sát na. Và cái này đấy, câu hỏi này không thể hỏi chung được. Vì sư cô có nói lần trước đó là vì cái lộ trình tâm này đó là sư cô đang giảng trong cái dục giới mà thôi. Rồi sắp tới đó, khi bắt đầu qua sắc giới thì mới học lộ trình tâm của sắc giới. Rồi tới vô sắc giới thì mới học lộ trình tâm của vô sắc giới. Rồi khi nhập vào dòng thánh mới học cái lộ đó. Và như vậy thì cái động tốc này nè, nó ở trong dục giới khác, sắc giới khác, vô sắc giới khác và tâm bậc thánh khác.
nó xảy ra trong mỗi trường hợp nó khác nhau. Cái con số này nó co giãn không thể nói dứt khoát là cái động tác này nó 7 hay nó 6, 5, 3, 4. Nó 7 hay là nó 6 hay nó 5 là trong trường hợp nào. Ngay ví dụ trong cõi dục đó, mà cái lộ cận tử thì nó chỉ còn có 5 cái động tác này thôi. Mà tại sao nó có 5 là phải giải thích. Cho nên bây giờ mình học mình phải ghi chú, và mình phải nghe, rồi mình đó là hiểu vậy để biết rằng không có một câu trả lời chung. Câu trả lời chung chỉ có thể nói này, tâm động tác đó không phải lúc nào cũng giữ nguyên con số 7, nhưng không thể quá con số 7. Đó là câu trả lời chung. Còn câu trả lời khi nào nó 6 thì chúng ta vừa học xong. Học xong trong cái phần mà cái phần C này, cảnh nhỏ đó. Xin lỗi, nó là cái phần mà nó đi từ cái hộ kiếp, cái cảnh chủ này nè, nó đi từ 4 đến 9 sát na. Thì bắt đầu là 4 cái sát na đó là nó đã bớt lại còn có 6 mà thôi. Thì cái này rồi chúng ta đã xem rồi. Tâm mót luôn luôn đi 2 sát na hay chỉ có 1 tâm mót luôn luôn 2 sát na? Tâm hộ kiếp vừa qua có thể thay đổi số lượng từ 1 đến 16 không? Hộ kiếp vừa qua thì sư cô đã có nói rồi đấy. Bây giờ sắp tới là mình cái phần cuối cùng của mình sẽ học từ, nó đi từ cái chỗ mà cái con số mà 10 đến 16 mà. Tức là nó từ cái chỗ không có hộ kiếp vừa qua nó cũng có một cái lộ. Hộ kiếp vừa qua mà 1 là bình thường nó xảy ra cho đại đa số. Khi 2 là bắt đầu thay đổi, 3 bắt đầu thay đổi, rồi nó chuyển 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Thì đây có cái bài giải đấy. Xong rồi chúng ta qua cái phần có của cái người hỏi câu thế này. Trong kinh có Đức Phật, trong kinh Đức Phật có dạy tỳ kheo không nên tin lời ai ngay mà phải kiểm chứng kể cả lời của Đức Phật. Trong 5 chướng ngại của sự tu tập có một chướng ngại là nghi ngờ. Vậy sự nghi ngờ trong chướng ngại này có được hiểu như thế nào cho đúng ạ? Thì bây giờ đó là chúng ta đây có cái tâm, nó gọi là cái tâm si hoài nghi đấy. Nó có hai tâm si, một tâm si hoài nghi và si phóng dật. Thì hoài nghi khác còn là bảo mình là nên cẩn trọng, không có nên cả tin. Thì hai cái đó nó khác nhau. Thì nó hoài nghi Phật pháp tánh, thấy không? Cái này đời sư cô có giảng rồi. Khi mà học về cái tâm si hoài nghi thì ba cái điểm chính mà chúng ta nhớ nè. Có những người họ hồ nghi, họ nói vậy, không biết có Phật thiệt hay không, tự người viết ra rồi cái mình súng nhau mình tin là có Phật. Mà cái giáo pháp này có đúng là cái chân lý của tâm linh hay không? Bây giờ tự nhiên mình đem ra mình nói chân lý tâm linh để mình học. Rồi bây giờ tăng á, bây giờ biết có tu chứng đắc hay không, chứ giờ trước mắt mình chưa thấy ai chứng đắc hết á, bây giờ biết có tin hay không? Nói ba cái đó thôi, bởi vì nó còn nhiều nữa. Thì sư cô có nói với quý vị thế này. Cái tin á, mà nó trở thành đức tin á, là có phước báu nó mới có đức tin. Chứ huống chi cái Đức Phật dạy mình á là cái chánh tín. Chúng ta từ cái chỗ tin nè đi đến đức tin nè, và đi đến chánh tín. Nó có thể trở thành á là mê tín, nó có thể trở thành cuồng tín. Chữ tin này á, nó nằm trong cái mê muội thì nó là mê tín. Mà nó tin, nó mê tín, nó tin cho đến nỗi mà nó bất chấp hết tất cả là nó trở thành cuồng tín. Đừng tưởng là cái cuồng tín này nó nhẹ đâu. Chúng ta đọc trong cái lịch sử của các tôn giáo và tín ngưỡng đó, thì chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc mà chúng ta nên để trong ngoặc kép á, nó gọi là những cuộc thánh chiến. Tức là người ta chém nhau vì vấn đề tôn giáo, người ta giết nhau vì vấn đề tôn giáo. Cái tôn giáo này giết, tiêu diệt cái tôn giáo khác. Nó nằm trong cái cuồng tín. Bởi vì từ cái chỗ tin nó đi đến mê tín, tức là thiếu sự sáng suốt, không có trí tuệ. Nó đi đến chữ cuồng này nó điên đảo. Mê tín này là thiếu trí tuệ.
cuồng tính này là nó nằm trong cái tưởng điên đảo. Cho nên tin không chưa đủ. Không phải ai nói gì cũng gọi tin. Người ta nói vậy nhưng mà ý người ta muốn gì? Người ta nói như vậy nhưng mà người ta có cái lời nói, người ta có trọng lượng để tin không? Đàn bà là đau khổ nhiều nhất vì đàn bà dễ tin. Lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Ta chỉ cần khen một cái là nó tối tăm mặt mũi rồi. Xúc động quá, hiểu chưa? Và khi những cái cảm xúc đó thì bao giờ nó cũng mù quáng. Và nó chở theo cái gì? Nó chở theo nghiệp. Anh đã có vợ con chưa mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào. Mà phụ nữ là chết vì cái vụ này chứ. Cả tin. Và biết bao nhiêu người á đi tới phạm những cái giới trầm trọng là giới sát sanh, giới tà dâm, giới nói láo. Và chưa kể khi bị những cái đó rồi tự hủy hoại đời mình, phạm luôn giới thứ năm. Năm giới tàn phá hết cũng chỉ vì tin và đi đến cả tin. Cả tin là đặt trọn cái niềm tin vào trong, đặt trọn cả cái đời mình trong cái chữ tin đó. Thì cái này nó đều luôn luôn thiếu sự thận trọng. Tại sao mình nói thiếu sự thận trọng mà mình không có nói là nó thiếu trí tuệ? Là gì? Trong cái cả tin này đó, có khi nó có điểm suyết về trí tuệ nhưng nó không đủ. Mình cũng suy nghĩ lắm, mình cũng đắn đo lắm, mình cũng phân vân lắm, mình cũng cân nhắc dữ lắm mới cả tin như vậy. Nhưng chưa hết, chưa đủ. Thành ra khi mình đặt trọn cuộc đời mình vào đó, mình đặt trọn cái niềm tin mình vào đó thì gọi là cả tin. Thì chúng ta thấy ba cái chặng đường mà sư cô vẽ ra đây, nó có một cái khoảng cách, nó đi từ thấp tới cao. Khi mà nói rằng là mình có một cái đức tin là phước báu, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp đó mình cũng đã trải qua cái tin này nè, mà mình không có rơi vào trong cái mê tín và cái cuồng tín. Và cái tin này nó cũng chưa đến đổi là cả tin, nhưng nó tin vì nó biết, nó thấy đúng cái sự thật như thế, và cũng đã có nếm trải rồi nó mới tin. Thành ra khi đời này đó gặp lại thì ta có đức tin. Bây giờ mình nói người Việt Nam mình đi. Quý vị đi xuống miền Tây, quý vị sẽ hỏi: bác theo đạo gì vậy bác? Hỏi tôi theo đạo thờ cúng ông bà. Nhưng mà hỏi bác tin ai? Tôi tin ông Phật. Quý vị hiểu chưa? Tức là người ta có cái đức tin này, nhưng người ta chỉ thờ cúng ông bà thôi, chứ người ta không có thờ Phật. Là bởi vì vậy nè, sư cô mới hỏi rõ nữa. Sư cô hỏi: ủa sao tin Phật mà không thấy thờ Phật trong nhà? Mới nói rằng: cô ơi, bây giờ không biết là thờ cái Phật nào nữa à. Người ta nói mình có gia đình, có chồng vợ đó, mình thờ cái Phật Thích Ca tội lỗi lắm, không có được. Thành ra không có dám thờ. Mà bây giờ cái thờ những cái vị Phật khác thì mình không biết đúng hay không đúng nữa, cho nên là cũng không dám thờ luôn. Rồi có người thì còn nói gì nữa: thờ ông Phật Thích Ca nó không có linh chút nào hết trơn rồi á, không phải mình cầu cái gì được đấy đâu, mình phải thờ cái khác thì mới được. Rồi cái khác sao nó nhiều quá, thành ra bây giờ thôi thờ ông bà cho nó chắc ăn. Nhưng mà hỏi tin ai thì nói là tin Phật. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì cái người này đó là người ta đã có một cái đức tin, và ta đang chờ đợi. Nếu người ta đủ cái phước báu trong cái niềm tin mà cái trong sáng cái thiêng liêng của người ta đó, thì đến khi ta nghe được chánh pháp thì người ta sẽ có cái con đường này. Cho nên cái đức tin này đó
nó phải có trải qua trong nhiều kiếp trước của chúng ta đó, đời này chúng ta mới có được cái đức tin. Còn không, không có đức tin. Ngay trong đời này chúng ta thấy nè, khi chúng ta bước chân vào cái ngôi Tam Bảo thì chúng ta thấy là Phật Pháp Tăng có đầy đủ ở trong đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ khi mình thiếu phước á, thì cái xôi chùa này thờ không biết cái gì, thờ trong đó quá trời quá đất, thành ra mình cũng không biết là bây giờ phải như thế nào đây, là mình cứ ngờ ngợ rồi là một chuyện. Bây giờ mình thấy người trong này tu ủa sao cũng đúng như trong cái sách mà mình đọc vậy đó, mình cũng ngờ ngợ rồi đây. À, rồi cái giáo pháp cái giảng mình nghe mình cũng ngờ ngợ rồi, không biết đâu. Rồi thành ra đó, khi mà do mình thiếu phước thì mình đến cái nơi đó thì mình chưa có được nghe biết kỹ lưỡng, mình chưa có tìm hiểu được rõ ràng, mà mình lấy cái vốn liếng mình ra mình đọ cho mình ngờ ngợ rồi mình cứ đi vậy. Phải nhớ khi chúng ta được cái gì là chúng ta được trong cái phước của mình. Chúng ta được có cha mẹ như thế này, được có anh em họ hàng như thế này, được có người hôn phối như thế này, được có bè bạn như thế này, được có chỗ làm việc như thế này, tất cả đều do phước báo. Như vậy khi chúng ta đến với Tam Bảo là do cái phước của chúng ta thì chúng ta nhận. Như nãy sư cô nói đó, là mình biết chưa rõ, mình hiểu sai mà mình nói cho người ta y như thiệt vậy đó, thì cái thiếu phước này nó dẫn mình đi vòng vòng. Quý hiểu cái này chưa? Mình là cái người Phật tử đó, khoan trách người ta, nên rà soát lại mình, để xem xét lại mình. Để làm chi? Để cho mình khi hiểu rõ, biết rõ rồi, và đặc biệt là biết được cái phước báo mình có bao nhiêu, để cho mình đó, từ cái niềm tin này nè, mà dần dần đó, mình đi vào cái đức tin, do mình có cái trí văn, trí tư và trí tuệ, thì mới làm nên cái đức tin. Và khi mà mình qua cái phần chánh tín này đó, thì ba cái trí văn, trí tư, trí tu, đặc biệt là trí tư và trí tu mạnh mẽ mới có được cái chánh tín này. Chứ còn cái thường đó là cái trí văn thì chúng ta có thể có cái tin. Rồi trí văn mà có được cái trí tư và trí tu nó áp dụng cho nó ở cái mức độ nào đó thì chúng ta sẽ có được cái đức tin. Nhưng để chánh tín thì cái phần trí tư và cái phần trí tu chúng ta phải mạnh mẽ hơn lên. Mà phần trí văn chúng ta cũng đã tốt đẹp rồi thì chúng ta sẽ lần lần có cái điều đó. Thì như vậy cái mà Đức Phật nói nè, mình không nên tin bất cứ ai mà ta nói cái gì, dẫu người đó là ông vua, dẫu người đó là một cái học giả nổi tiếng, một cái người có đạo đức, một cái bậc thầy của mình, ngay cả Đức Thế Tôn cũng không có nên tin. Tại sao vậy? Tại Đức Phật đòi hỏi đó, khi người ta nói cái gì, cái trí của mình phải làm việc. Trí mình làm việc để làm gì? Để hiểu người này đang nói cái gì, và người ta đang muốn hướng mình tới cái gì. Và khi mình biết rõ được hai cái điều đó rồi, thì mình sẽ áp dụng những cái đó, tức là trí tư của mình sẽ bắt đầu cái bước thứ hai. Thì như vậy mình mới có thể tin được một chút. Được khi mà mình tu tập mà mình thấy rõ được rồi đó, thì mình mới có được cái chánh tín. Đức Phật dạy cho mình cái chánh tín, chứ Đức Phật không có muốn cho mình á là nằm ở cái phần số 1 này, tức là tin. Rồi đi tới mê tín, rồi đi tới cuồng tín. Cho nên á, trong kinh có nói nè, cái khi mà có một vài cái vị tỳ kheo đó, là nghe người ta mới chê bai nói những cái điều không tốt về Đức Phật, thì cái vị tỳ kheo này không có vui, và muốn là coi như là đối thoại với cái nhóm người đó, và muốn là mà tranh cái phần thắng. Thì khi Đức Phật hay cái điều đó thì Đức Phật nói là không cần thiết phải làm như vậy. Đức Phật không có nghĩa là coi như là không phải do mình bảo vệ mà Đức Phật mới giữ được cái sự trong sáng. Nghĩa là Tam Bảo không phải là do mình bảo vệ mới được vậy, tự bao Tam Bảo có thể đứng vững một mình. Thành ra không cần thiết phải có những cái cuộc thánh chiến này, không cần phải tham gia những cái điều này.
cũng như một cái viên ngọc đó, thì tự nó phát sáng, không phải là do mình mà phải rửa hay là phải lau chùi hay là phải rọi đèn vô nó phát sáng, mà tự nó đã phát sáng rồi. Thì bây giờ có nói là trong ba chướng ngại của sự tu tập, có chướng ngại là cái sự nghi ngờ, cái sự hồ nghi. Cái chuyện mà mình không tin người ta mà mình tìm hiểu cho kỹ mới tin, nó khác với nghi ngờ. Có những người là mắc cái bệnh nghi ngờ, gọi là bệnh, là bởi vì cái pháp bất thiện nó có ở trong tâm. Ai nói gì cũng tin thôi, nhưng tìm hiểu cho kỹ thì không tìm hiểu, nhưng mà nói cái không tin đó, giờ có không tin, tin mình thôi. Thì cái đó nó trở thành cái bệnh. Còn người ta nói mình không vội tin, nhưng tìm hiểu cho rõ ràng, và tìm hiểu rồi có ứng dụng, tìm hiểu rồi là có tu tập thì mới tin được. Thì những cái đó nó khác nha. Cho nên cái hoài nghi là khác. Mà cái mình không tin người ta để mình thận trọng, thì cái đó là một cái phước lành. Cho nên ai nói không vội tin, mà phải có cái sự học hỏi, tìm hiểu, ứng dụng, rồi mới xác tính lại thì mới tin. Thì cái đó, niềm tin đó, nó có sự sáng suốt, nó có trí tuệ, thì nó sẽ trở thành cái đức tin ở trong lòng của mình. Thành ra có những người, người ta không theo đạo Phật, nhưng mà người ta có đức tin. Nó chỉ chờ đủ điều kiện, đủ cơ hội, thì cái đức tin này nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, thì người ta sẽ đi vào con đường của chánh tín. Rồi bây giờ còn chút thì giờ chúng ta học cái phần thứ tư của cái lộ nhãn môn, cảnh rất nhỏ. Lần trước chúng ta học lộ nhãn môn cảnh nhỏ rồi đúng không? Bây giờ tới cái phần cuối cùng là cảnh rất nhỏ. Nó có từ 10 đến 16 cái hộ kiếp vừa qua. Thì cái con số nó dao động từ 10 đến 16 đây đó, là nó sẽ có 7 lộ, 7 cái lộ nhãn, cảnh rất nhỏ. Bây giờ đây, đây là hậu kiếp. Đây tới hộ kiếp vừa qua, đây là một, chúng ta có từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hộ kiếp vừa qua. Đây là chúng ta nói cái lộ đầu tiên, hộ kiếp vừa qua. Thì khi nó có tới 10 hộ kiếp vừa qua thì chúng ta sẽ thấy là bắt đầu từ cái hộ kiếp vừa qua nó là cái con số 1. Và khi tới đây nó 10 rồi thì chúng ta đếm, chúng ta sẽ thấy nó tại chỗ nào. Nó sẽ không đi tới động tốc, nhưng mà nó sẽ tới cái quán sát này đây nè. Thì tới cái tâm phân đoán này nó sẽ chập chờ. Cái phân đoán này nó sẽ tiếp tục đây. Nó sẽ đi tiếp tới cái tâm phân đoán này, phân đoán nữa 2-3 lần vậy, rồi nó tới hộ kiếp, hộ kiếp tiếp tục cái dòng hộ kiếp của nó. Thì như vậy cái công thức của nó sẽ đi hộ kiếp vừa qua, rồi nó đi đến cái hộ kiếp rúng động của nó mà thôi. Hộ kiếp rúng động. Đó, nó có trường hợp nó chỉ đi tới đây thôi, rồi nó hết, nó không dứt dòng được. Bây giờ nó đi tới 10 cái hộ kiếp, nó cứ tính nó đi vậy thôi. Thì trong cái phần cuối cùng này nè, nó chỉ đến cái phần mà nó gọi là cái phân đoán là nó hết, trở lại phân đoán.
có thể nó hai phân đoán hoặc là một phân đoán. Rồi nó hết thôi. Mà nó không thể nào á, nó tạo nên cái động tốc đây nó không có được, tới đây là nó hết. Cho nên á, bảy cái lộ này nè, nó gọi là ngoại lộ. Tức là từ 10 đến 16 hộ kiếp vừa qua này thì bảy cái lộ nhãn môn cảnh rất nhỏ này đó, nó gọi là ngoại lộ. Ngoại lộ tức là ngoài lộ trình tâm, có cái nghĩa là không có, không có cái lộ, không có cái lộ hoạt động, không có lộ nhãn hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thế này, nếu không có thì còn ghi bảy lộ để làm gì? Nó chỉ làm cái công việc đó là cái hộ kiếp vừa qua nó rúng động, mà nó mạnh nhất thì nó chỉ tới cái phân đoán rồi nó chập chờn trong cái phân đoán là nó kết thúc. Như vậy mình nói để làm gì? Thì cái này chúng ta sẽ còn lặp đi lặp lại ở trong cái phần mà năm cái phần trong cái lộ ngộ, năm cái phần, bốn phần còn lại đó là lộ nhãn chúng ta đang nói, lộ dĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, nó cũng sẽ diễn ra y như thế này, nó không có khác. Nhưng tại sao cứ phải lặp đi lặp lại để tính? Là bởi vì như chúng ta biết đó, là cái dòng hộ kiếp của chúng ta là nó cứ thế nó trôi chảy bình thường trong cái đời sống chúng ta. Lúc nào tâm của chúng ta cũng bắt cảnh cả, nhưng nó lại bắt cái cảnh cận tử. Hộ kiếp đây, nó cứ bắt cái cảnh đó. Và như vậy này, cái khi mà nó như thế này thì cái cảnh mới này, cái cảnh lực nó tuy yếu nhưng nó có làm dao động, nó có làm xáo trộn. Thì như vậy là cái hộ kiếp này đó là nó giống như nó bị yếu đi, cho nên dẫn tính trong cái hoạt động tâm thức của nó. Nhưng mà cái hoạt động này nó yếu, nó làm cho yếu cái hộ kiếp đi, là bởi vì nó bị cái cảnh lực bên ngoài tấn công vô, tấn công vô, tấn công vô, tấn công vô, không cắt đứt được, nhưng làm cho nó suy yếu. Cũng giống như bây giờ đây, người ta đến nhà, người ta cứ kêu cửa hoài, mình không mở cửa ra, nhưng mà mình cũng phải mất thì giờ, mình không có được ngồi yên đó để làm việc, mà cứ phải ra tiếp, ra tiếp, ra tiếp, nhưng mình không mở cửa. Ý hiểu cái này chưa? Nó có làm xáo trộn cái hộ kiếp một chút, cho nên là nó vẫn tính vào trong cái hoạt động của cái dòng hộ kiếp. Thành ra tuy nó không có cái lộ trình, nhưng nó vẫn tác động đến cái dòng hộ kiếp. Như vậy nói, nếu mà nói chặn á, thì nó không tính chặn, nó không tính chặn. Bởi vì nó đi tới rúng động là chủ yếu, mà nó có tiếp đi nữa nó cũng không có hình thành được cái gì, cho nên là không có tính chặn. Mà nói về sát na tâm khách thì cũng không tính luôn, chủ yếu là chỉ làm dao động cái hữu phần mà thôi. Như vậy chúng ta trước khi dứt thì sư cô mới nói lại cái phần này đó, ôn tập lại cái thông thường đó. Khi cái cảnh nó nhỏ mà cái dao động cái hữu phần vừa qua của nó đó, nó dao động từ 4 đến 9 á, thì cái con đường của nó đi đó tối đa là nó chỉ đến cái phần phân đoán là hết, tối đa nó tới đó là thôi. Còn cái 10 đến 16 á là cái tối đa nó đi đến rúng động mà thôi. Bây giờ trước khi chúng ta kết cái phần biểu đồ này thì sư cô ghi lại một cái biểu đồ mà nó tương đối là nó bình thường đó, nó gọi là cái bình nhật á, để nói là một lần nữa. Thì như chúng ta biết là trong cái tâm chúng ta đó, thì cái dòng hộ kiếp này nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn nó hoạt động, và nó bắt cái cảnh cận tử này, là cái cảnh của cái kiếp mà vừa đi qua này, của tiền kiếp này, mà nó gọi là cái kiếp mà kiếp sát của cái kiếp này. Thì vậy đây, cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy đây. Đây là hộ kiếp. Thì theo cái bình thường của nó là nó sẽ có một hộ kiếp vừa qua, và tiếp theo đó là nó hộ kiếp rúng động, tiếp theo nữa là nó là cái hộ kiếp dứt dọc,
tới đây. Thì khi nó cắt được hồi kiếp dứt dòng thì ở đây nè, cái cảnh lực này nó cắt đứt được đây. Thì nó bắt đầu nó khai mở cái lộ ý. Thì xin lỗi, khai mở cái lộ nhãn. Thì nếu mà đây đó là cái lộ nhãn môn thì chúng ta sẽ có cái kháng nhãn môn cho mình, ký hiệu của mình là KN, là kháng nhãn môn. Kháng nhãn môn này tiếp theo đó nó đi trong cái dòng lộ ngũ chính. Chúng ta nhớ dòng lộ ngũ chính đó. Kháng, cái kháng này là kháng nhãn môn. Rồi bây giờ là tới thức này đó, là nhãn thức, cho nên chúng ta có chữ T và chữ N, là nó là nhãn thức. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo đó là nó tới cái tâm quan sát. Tâm quan sát chúng ta viết tắt đây, vì quan sát. Rồi chúng ta tới phân đoán. Khi mà phân đoán xong rồi thì chúng ta sẽ có động tốc hoặc là động lực, Ravana đây. Cái này nó sẽ đi từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lộ bình nhật nó sẽ đi tới con số 7. Đây. Số 7. Động tốc số 7 đây. Rồi sau đó thì nó đi tới hai cái tâm mót. Như vậy chúng ta tính từ cái hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp vừa qua là tính từ số 1. Hộ kiếp rúng động, số 2. Hộ kiếp dứt dòng, số 3. Thì vậy đây cái dòng hộ kiếp này. Hộ kiếp này tức là tâm tục sinh. Và tâm tục sinh nó là quả. Thấy chưa? Nó là quả. Nó là các cái tâm quả. Đây là tâm quả, tâm quả. Nó là tâm quả. Thì đây nó là hộ kiếp này là tâm quả. Đây chữ quả đi. Và cái quả này nó nằm trong tiền kiếp. Đây là quá khứ. Đấy, thì nhớ lại, nghe kỹ. Tới số 2 là khi tới cái kháng nhãn môn. Nó nằm đây. Thì cái này chúng ta nhìn vào trong cái bảng này nè. Thì cái kháng ngũ môn này đó, nó thuộc về duy tác. Cho nên nó là phi thời gian. Phi thời gian. Cái duy tác nó thuộc về phi thời gian. Không tính vô. Một cái tâm mà phi thời gian nữa là phân đoán. Phân đoán nằm đây. Nó thuộc về phi thời gian luôn. Nơi đây, khi mà cái thức, nhãn thức nó khởi sanh, thì chúng ta thấy nó nằm đây. Nhãn thức có thiệt và có bất thiện. Nhãn thức đây, một cặp của nó đi, có thiệt và bất thiện. Thì như vậy cái nhãn thức này nó chính là tâm quả. Và cái tâm quả này nó cũng thuộc về quá khứ. Thì chúng ta sẽ thắc mắc đây. Chúng ta sẽ hỏi nè, như vậy cái tâm quả mà nó thuộc về cái nhãn thức này đây, nó thuộc về cái tiền kiếp hay hiện kiếp? Tức là quá khứ của tiền kiếp hay hiện kiếp? Thì cái câu trả lời của chúng ta sẽ là như thế này. Nó là một dòng chảy của tâm thức. Má mình nói là cái con nhỏ này hậu sanh ra tới giờ tánh dữ lắm, nết dữ lắm. Thì khi má mình nói tánh mình dữ, nết mình dữ, có nghĩa là cái nghiệp quá khứ của mình cho tới hiện tại nó nổi lên gì vậy. Như vậy thì bây giờ đó,
à, mình đang chơi với bạn, mình nhỏ xíu, mình đang chơi với bạn mà bạn nó chơi, nó hiếp mình, nó giật cái đồ chơi. Thì cái đứa nhỏ mà cái tánh nóng này nó lụm cái khác rồi nó đập trong mặt cái con nhỏ kia liền. Chỉ vậy cái này khi mà nó trổ xanh lên á, quý vị không? Cái này cái tâm quả nó khởi xanh lên rồi, nhưng mà nó đập trong mặt là cái chỗ này, chỗ động tóc này là nó đập trong mặt lại. Thì vậy chúng ta sẽ thấy gì? Là nó trôi trong cái dòng này, bây giờ nó nổi lên. Được chưa nhá? Cái khi mà nó đập ở trong mặt á, thì nó gieo cái tâm sân nó xuống rồi đó, thì nó trổ liền cái quả, nó trổ liền cái giải quả ở đây, thì nó nhập vào đây luôn. Yeah. Cho nên á, là khi mà nói là cái thức này nó phát sanh lên á, thì nó là cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy. Nhưng mà con bé này không phải ngày hôm nay nó 3 tuổi mà nó khởi sanh như vậy mới là lần thứ nhất. Mà từ hồi nhỏ mà cho bú rồi cho uống nước như là cái nết nó đã như vậy rồi, thì nó đã khởi sanh, thì ngay cái thức nhãn này nó đã có trong tiền kiếp, mà cái quá khứ trong hiện kiếp nó vẫn có. Nghe hiểu này chưa? Và nó nằm trong cái luồng quả nghiệp bất thiện của nó nhập vào trong đấy thôi, nó nhập vào trong cái kho. Cũng như bây giờ đây là mình một cái kho này, mình chứa những cái trái xoài sống chẳng hạn, thì bây giờ mình hái tiếp xoài sống thì mình để vô cái kho xoài sống. Quý hiểu này chứ? Thành ra nó có từ trong tiền kiếp, và nó cũng là cái khi nó khởi lên thì trong cái kho nó đó, nó vừa cái quá khứ của tiền kiếp mà nó cũng là quá khứ trong cái hiện kiếp, nó nằm trong cái kho đó và bây giờ nó khởi lên. Là vì khi nó khởi lên á, nó khởi lên trong cái nghiệp lực của nó. Thành ra hồi nãy sư cô nói cái nghiệp lực của nó tính bằng hai thứ: con số và tính bằng cái sức mạnh của nó. Hai cái đó. Thành ra ví dụ như cái đứa mà tánh nó hiền á, thì cái đứa khác mà nó giật cái đồ chơi đó thì nó khóc, hoặc là nó méo méo, hoặc là nó đứng nó chết trân, nó không biết làm sao. Nhưng mà cái con này cái tánh nó nóng dữ lắm, mà nó giữ cho nên là giật của nó rồi nó không thua đâu, nó lấy cái khác nó quýnh nó trong mặt. Nghe hiểu này chưa? Nó đi trong, nó nằm trong cái tánh khí của mình. Cho nên mới nói là khi mình tu đó, mình nhìn vô những cái sai trái của mình, rồi mình biết nó nhiều hay nó ít, là mình biết cái quân tập của nó, mình thấy cái nết của mình đó, thì mình sẽ biết rằng là à, cái này mình quân tập nhiều hay ít. Cái này là cái rất là vi tế, nó nằm ở chỗ này. Là thứ nhất á, là khi mình nhìn về mình á, thì mình bị cái ngã nó che, cho nên mình không thấy cái lỗi của mình. Đó là cái thiếu phước của mình. Cái thứ hai đó, mình thấy cái lỗi của mình rồi đó, thì thiếu phước tiếp theo là nó buồn. Cái thiếu phước tiếp nữa là nó mắc cỡ. Những cái pháp đó đều là pháp bất thiện. Dù mình sẽ phải trải qua cái này, mình hành trì mình sẽ biết nó sẽ trải qua cái này. Nhưng dần dần khi mình hiểu đó, mình hiểu rõ gì, nắm chắc cái này thì mình vượt qua được. Mình phải biết rõ về cái khi mà mình trông thấy cái sai của mình đó, thì cái đó là thiện trí nó đang khởi lên, nó mới thấy được. Rồi bây giờ cái lúc đó, đó mình mắc cỡ, mà mình thấy mình đang mắc cỡ là cái thiện trí nó khởi lên. Và mình thấy mình muốn bao che nó đi, thì mình khi thấy vậy mình biết cái thiện trí nó khởi lên. Thành ra cái tu tập của mình đó, là khởi lên cái thiện trí, chứ không phải rằng để tiếp tục cái đời sống ở cõi dục. Là khi thấy cái xấu thì trong lòng nó không có vui, khi thấy cái xấu thì muốn che nó đi, khi thấy cái xấu thì muốn biện luận nó đi để mà khỏa lấp nó, mà bận cái áo đó, dở của mình ra thấy ghẻ không, mà bây giờ phải mua cái bao tay cho đẹp đeo cho vô, thì cái đó nó không phải là cái tu tập của mình. Bởi vì từ cái chỗ sân nó bao lại bằng tâm tha. Tâm tham nó xảo quyệt, nó gian dảo và nó muốn làm đẹp lại, cho nên là những cái này nó đều là pháp bất thiện hết. Phải nhìn ra như vậy để làm gì? Để cho mình chỉ là nhìn thấy nó thôi. Còn cái mà mình muốn nói với mình đó, thấy vậy là không được rồi nha, đừng làm khổ mình nữa nghe, ráng nghe dụ nó, nâng đỡ nó, thấy không?
và tiếp sức cho nó để nó chịu thay đổi. Và mình đang nói với ai vậy? Mình đang nói với cái tâm tham của mình. Bởi vì thường trong pháp bất thiện của mình á, là cái tâm tham là cái tâm nó dụ dỗ mình nhiều nhất. Cho bây giờ đụng chạm tới nó là nó không chịu. Bởi vì trong tham nó có tham, rồi tham tà kiến, tham ngã mạn. Thì cái tham ngã mạn là cái nó bao che. Cho nên mình khi mình tu tập đó, mình hiểu như vậy để mình biết đối xử khéo léo với tâm tham. Vì tâm tham khéo lắm. Tâm tham biết cái cách nói để mà đánh lừa cái thiện trí. Cho nên tự mình á, hại mình dữ lắm. Thấy vậy đi em chị. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy vậy nè. Khi mà cả một cái quá khứ nó hiện trong cái đời sống hiện tại của mình, nó hiện bằng cái tánh khí mình, hiện bằng tất cả những cái phản ứng của mình, thì khi trí tuệ mình phát sanh lên á, mình phải biết nuôi dưỡng. Cho nên trong thiền có nói thế này: tất cả những gì chúng ta tiếp nhận là chúng ta chỉ tiếp nhận nó suông mà thôi, ghi nhận nó suông mà thôi, không phản ứng. Chuyện đó khó vô cùng. Tại vì sao vậy? Tại vì khi chúng ta tiếp nhận là tất cả những quả quá khứ này phát sanh lên, cho nên không thể không có cảm xúc, không thể nào thoát ra một cách dễ dàng. Bởi vì chúng ta thấy đây quả, tiếp theo tâm quan sát cũng là quả, đây cũng là quá khứ. Phân đoán thì nó phi thời gian. Và tới đây đó, thì khi mà cái tâm động tốc nó có mặt ở đây, động tốc có mặt ở đây, thì nó là hiện tại. Nhưng nó mọc từ cái kho của quá khứ. Cái tâm sân mà ngày hôm nay mình ứng xử đây, nó có trong cái nết của mình rồi, nó có trong tập khí của mình rồi. Cái mà mình hiền hậu, dễ thương, sáng suốt đó, mà nó nằm trong cái động tác này đây, nó cũng đã có trong cái tánh nết, cái tập khí của mình. Quý vị đọc cái chuyện của Đào Chu Công á, quý vị biết cái chuyện thế này. Là cái ông này làm quan rất là liêm khiết, sao về mới ở ẩn. Thì có một cái người bạn cũng khá thân, có con phạm tội. Thì mới đến nhờ cái ông này giúp giùm. Thì ông này mới nghe cái tình cảnh tội nghiệp đó, mới viết một cái thư gửi vô cho cái người mà nó, cái bộ phận mà nó làm cái phần mà gọi là, bây giờ nó gọi là xét tha đó. Thì cái mỗi năm á, là vua có ra cái lệnh, là thí dụ mùa thu thì là đưa ra cái lệnh là phải đưa ra pháp trường xử tử một số người. Và trong những cái ngày đại lễ lớn lao thì là đều có cái phần gọi là giống như là ân xá. Thì cái người này mới, cái ông này mới viết một cái thơ cho cái người bạn mà còn đang tại chức của ổng. Ổng nói cái gia cảnh của người này đó, năm nay phải tăng cái lượng ân xá lên. Thì ổng biết có một cái hoàn cảnh như thế này, xem xét lại xem có thể ân xá được không. Thì cái người mà ta đang tại chức, ta làm trong triều đình đó, ta nhận được cái thơ của ổng thì ta biết rằng ông này không có ăn tiền ai để mà nói cái này hết. Nhưng mà ổng nói như vậy có nghĩa là cái trường hợp này cần phải xem xét lại. Thì cái vị đó mới mở hồ sơ ra xem xét lại, thì thấy rằng cái án nó không có nặng như vậy, mà cũng đã ở trong ngục lâu rồi, cho nên vị này mới đưa vô cái danh sách ân xá. Thì cái gia đình mà được ân xá đó mới nghĩ thế này: cái người cha đó,
thì nghe cái ân xá đó là mừng lắm, biết rằng con mình sẽ ở trong cái danh sách đó. Nhưng mà vợ với lại con đó thì con ổng là, sư cô nhớ không nhầm là ba đứa. Thì cái đứa đầu tiên đó là nó lúc nó sanh ra cái gia cảnh khó khăn, cái đứa thứ hai thì đỡ đỡ hơn, cái đứa thứ ba thì cái gia cảnh nó đã rộng rãi rồi. Thì cái khi mà cái sự việc mà nghe ân xá đó, thì vợ ổng với người con lớn mới nói vậy nè, à, trong cái danh sách ân xá thế nào cũng có cái người nhà của mình, tại sao bữa họ mình tới cái vị quan đó mình đem biếu quà lại có một cái gói vàng ở trong đó. Thì sau khi cái vị này giúp rồi thì mới đi về, rồi mới mở cái gói quà ra thì thấy có vàng ở trong đó, thì biết rằng là cái người bạn mình nó đem cho mình, nhưng mà không cái biết nhau cho nên biết là không phải là cái chuyện này là hối lộ, mà đây là cái nhân cơ hội của mình giúp thôi. Thì khi cái người vợ với đứa con trai lớn nói như vậy đó, thì ông mới nói vậy nè, cái chuyện ân xá là chuyện ân xá của Đức Vua, còn cái chuyện bạn bè của tôi thì tôi nói một cái tiếng nói vậy, mà người ta có giúp hay không giúp á, thì cái chuyện đó không có sao. Mà cái số tiền vàng này để giúp cho bạn chứ không phải số tiền hối lộ, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người vợ với cái người con trai đầu đó là nhức nhối chịu không nổi, mới nói hoài. Thì cuối cùng đó là bắt buộc cái người này phải giải quyết. Thì khi giải quyết đó, thì cái người cha mới nói vậy, cho cái thằng nhỏ cuối cùng nó đi đi. Thì cả nhà không có chịu, nói cái thằng này á là nó xài tiền nó không biết đếm, tức là tánh nó là coi như tiền như không vậy, tại vì nó lúc mà nó sanh ra là cái nhà giàu có rồi nó xài tiền như không, phải sai cái thằng lớn đi mới lấy lại được. Thì ông chồng mới nói là cho cái thằng nhỏ đi, không cho thằng lớn đi. Bà vợ thì nói cho thằng lớn đi, không cho thằng nhỏ đi. Thì ông nói thôi tùy quyết định. Thì người vợ quyết định cho người con trai lớn đi. Thì người con trai lớn đi đó thì mới đến cái nhà của cái người bạn của ông, gia đình đó, đến thăm. Rồi mới nói là nghe được cái lệnh ân xá như vậy, thì cái lệnh này là vua ban ra là xét cái hồ sơ thấy đã ai được ân xá thì ân xá. À, cho nên là bữa nay là gia đình con nói đến thăm bác, à, để báo tin cho bác biết là có cái lệnh ân xá như vậy. Thì cái ông này cũng nghe xong đó thì mới gói cái món quà đó lại, chưa có xài, đưa lại cho người này mang về. Thì về cái người vợ mở ra thấy gói vàng mừng lắm. Thì cái người cha, người chồng á mới nói rằng thôi cái thằng nhỏ này hết cứu rồi, chắc chắn là nó sẽ chết rồi. Thì ông không nói tiếng nào hết. Thì sau đó thì cái lệnh ân xá bà biết thì nó chưa có đưa ra, nhưng mà ông này đã viết một cái thơ quả tóc tới cho người đó. Nó nói rằng là hãy xem là một lần nữa coi có người này có được ân xá không. Thì cái người nhận được cái thơ đó là biết rằng ý ông này thay đổi cho nên đưa cái tên vô. Thì khi niêm yết cái bảng đó lên đó, thì không có tên ân xá. Thì sau đó đó, cái đứa con của ông là bị đưa ra xử chết. Thì vợ con khóc bù lu bù loa lên, nhưng ông nín thinh không nói tiếng nào hết. Thì bạn bè tới thăm nó hỏi tại sao vậy. Thì ông mới nói thế này: vì á, bạn tôi là một cái người rất là thanh liêm, không có thể dùng đồng tiền để làm nhục bạn mình được. Nhưng vì vợ tôi đó là cơ cực quá, mà cái đứa con trai đầu nó cũng cơ cực quá, cho nên nó quý cái đồng tiền, không có dám dùng tiền để mà ứng xử trong những cái trường hợp mình có thể ứng xử bằng tình cảm của mình chứ không phải mua chuộc. Còn cái thằng nhỏ đó là nó vốn không có một ngày cực khổ, mà nó chỉ có sinh ra để xài tiền thôi. Thành ra là khi nó tới thăm là nó có tới thăm, rồi nó nói chuyện qua quýt, rồi nó về không bao giờ nó chú tâm tới cái chuyện.
dừng đó hết. Thì nếu mà sai cái thằng nhỏ đi đó, nó tâm lơ tâm lất như vậy mà nó thành công. À, tại vì nó chỉ tới nó biếu quà, nó thăm thôi, rồi nó cảm ơn, nó đi về. Nó không bao giờ nó quan tâm tới cái chỗ đó, cho nên nó không có cái cách nói khéo léo, nói để cho người này hiểu rằng nó muốn tới để lấy tiền lại, thì cái đứa nhỏ sẽ qua khỏi được thôi. Thì vậy chúng ta sẽ nói gì? Trước một cái vấn đề, cái ứng xử là do tâm tánh. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, cái khi mà cái đứa con trai lớn nó tới đó, thì quý vị thấy cái tâm ý của nó là nghĩ tới đồng tiền, tiếc cái đồng tiền, muốn lấy lại cái đồng tiền, và cho rằng đó là coi như là không cần sự giúp đỡ của người này thì em của mình vẫn được coi như là trắng ăn. Vì thấy người ta coi cái đồng tiền trọng mà không coi cái ân nghĩa là trọng. Bởi vì cái người cha không hề có cái ý hối lộ cho bạn, mà người này cũng không phải nhận tiền hối lộ bằng cách là người ta vẫn giữ đó, người ta để đó để coi coi những cái người này muốn cái gì. Bởi vì chưa gặp được cái người bạn đồng liêu của mình mà chưa gặp được. Thì quý vị thấy không, khi tới đây cái cách ứng xử nó thể hiện lên. Và nó có trong gì? Nó có trong cái quá khứ này. Cái hiện tại là đến đây muốn nhận lại cái đồng tiền của mình, nhưng mà nó có từ trong cái quá khứ thiếu phước, cho nên cực khổ vất vả chắc món từ đồng mới có. Bây giờ nó là máu, nó là nấm ruột của mình, cho nên là đưa đi mà nó vẫn có muốn kéo trở lại. Bây giờ có cơ hội thì kéo trở lại mà thôi. Còn cái thằng nhỏ, nó sinh ra nó vốn có phước, nó xài đồng tiền rất là dễ dàng, thành ra nó rộng rãi, nó không để tâm gì tới cái chuyện ba biểu lợi thăm cái người này thì tặng quà tặng cáp vui vẻ rồi đi. Nó không hề bận, cái tâm nó không có nổi lên một cái gì bận như hết. Thì nó đi từ những cái pháp mà coi như là nó trong sáng của nó để nó đi. Đến thăm là thăm thôi, đến nói lời chào hỏi là chào hỏi thôi, tặng quà tặng cáp vui vẻ thôi, thì anh ta tiếp tục, anh ta đi chơi tiếp, anh ta về. Coi như cái chuyện ba mình biểu ghé đó là tặng quà tặng cáp rồi chào hỏi giờ là đi rồi, được rồi. Nhưng mà cái người này đi tới cái hậu viện, thì tất cả những gì chúng ta ứng xử đều là ứng xử trong hiện tại, nhưng nó kết nối với quá khứ. Đúng vậy chưa? Thì như vậy tới cái phần cuối cùng này nè, thì khi cái tâm mốt này á, nó cũng là làm cái nhiệm vụ tiếp theo của cái tâm động tác này thôi. Rồi sau đó nó lại là hộ kiếp, nó lại hộ kiếp tiếp tục thôi. Thì cái tâm mốt này chúng ta cũng thấy nó là cái tâm quả mà. Đây nó là quả này, thuộc về quá khứ. Thì như vậy chúng ta nhìn, chúng ta thấy một lần nữa, để sư cô nói rằng là tất cả những cái gì chúng ta ứng xử trong đời này, chúng ta đều chở theo cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta. Như vậy mà chúng ta đây đó, tu tập mà chúng ta không soi lại cái quá khứ này thì chúng ta làm gì? Là chúng ta làm nô lệ cho cái quá khứ của mình. Chúng ta làm nô lệ cho cái dòng nghiệp thiện và bất thiện trong tâm của chúng ta chi phối mà thôi. Còn bao giờ nè, chúng ta dùng cái thiện trí của mình để mình soi lại cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện chúng ta đều thấy. Bởi vì sao? Nó thể hiện qua cái quyết định mà chúng ta phải ứng xử trong hiện tại này đây. Thì chúng ta thấy rõ, thấy rõ hiện tại chúng ta đang ứng xử như thế nào, thì trong cái hiện tại đó nó có cái quá khứ của nó, nó trùm khắp lên trong cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải nhận ra thôi. Còn nếu mình không nhận ra đó, không bao giờ mình thay đổi được đâu. Chúng ta chỉ có cái ước muốn thành Phật, chúng ta có ước muốn làm những điều tốt đẹp, chúng ta có ước muốn sống tốt đẹp, chúng ta có ước muốn tu tập để có trí tuệ mà cho đến ngày viên mãn, tất cả đó đều nằm trong ước muốn hết. Có cái khuynh hướng tốt vậy thôi. Chứ còn trong cái thực tế đó, khi mà chúng ta hành xử đây, trong cái Javana này nó cực nhanh. Nhưng rất may mắn cho chúng ta,
Nó luôn luôn lặp đi lặp lại, nó luôn luôn lặp đi lặp lại. Rồi khi mà những cái bài học tới đó, chúng ta sẽ thấy rõ nó lặp đi lặp lại và nó nối kết ra sao. Nhờ nó lặp đi lặp lại mà chúng ta thấy. Và cái hồi giảng về tham sân si đó, chúng ta có nói rằng tất cả những quả nghiệp của chúng ta nó trổ sanh ra, nó là cái đĩa cà lăm. Và chúng ta sẽ thấy nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và khi nào nó lặp đi lặp lại, nó có tính quy luật của nó. Nó tính quy luật đó chính là vô ngã. Cái tính quy luật đó để chúng ta thấy một cái vận động của dòng tâm thức, nó đi từ vô lượng kiếp và nó có mặt trong cái hiện kiếp. Và đừng tưởng rằng trong cái hiện kiếp này tất cả những gì chúng ta ứng xử là hoàn toàn mới mẻ. Luôn luôn nó đi từ trong cái kho quá khứ của này. Vậy thì tại sao chúng ta không chiếu nó lại, không soi rõ lại? Đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta sống pháp thế gian, chúng ta hiểu tất cả những cái quy ước về thế gian đây, nhưng thâm thẳm trong cái cuộc đời của chúng ta đây đó, chúng ta phải soi lại cái dòng tâm thức của mình. Còn tất cả những gì mà chúng ta sống một cái đời sống thế tục đây, tất cả đều là quả của chúng ta. Và phải soi từ trong cái quả đó để chúng ta thấy cái dòng nghiệp đang trôi chảy trong tâm chúng ta. Mà trong cái Javana này đây là trong cái động lực hiện tại này đó, chúng ta gieo được cái thiện và thiện trí. Còn nếu không rất khó. Bởi vì sao? Chúng ta bị chi phối bởi cái nghiệp thiện và bất thiện. Chừng nào chúng ta thấy rõ quả phước của chúng ta thì chúng ta biết gieo trồng những cái phước này nó tăng lên. Khi nào chúng ta thấy rõ cái sự bất hạnh này là do chúng ta gieo những cái hạt giống sai lầm về tham sân si, thì chúng ta đây phải biết làm cho nó suy yếu lên, không có hợp tác nữa. Và nhớ rằng khi mình nói cái câu này, tôi buồn lắm, tôi không có chịu đựng được, tôi bất an quá, bỏ cái chữ tôi đi. Vì khi nói tôi buồn là cái câu nói này chứa cái ngã. Khi cắt nó ra hai thành phần rõ ràng thì đây là một cái trạng thái tâm. Đây là chúng ta đang thấy pháp chân đế, thì cái trạng thái buồn này vô ngã. Bởi vì nó vận động theo cái lộ trình. Chúng ta thấy liền vô ngã, không phải lý luận. Vì diệu pháp chỉ cho chúng ta thấy rõ luôn. Và mình hiểu cái tôi này là sao? Tôi này là danh pháp và sắc pháp. Và danh pháp nó cũng đã được tạo tác ra do dòng nghiệp của mình. Và danh pháp này cũng do mình tạo tác ra trong dòng nghiệp của mình. Thì bây giờ khi nó phối hợp lại thì nó sẽ định hình vào thân thể của một con người. Mai kia nó định hình vào thân thể một con rắn, một con chó, một con ếch, một con chồn, không biết được. Vì nó tùy theo hai cái dòng nghiệp này nó ở trong tâm chúng ta. Khi chúng ta thấy rõ như vậy, đây là danh pháp và sắc pháp, và đây là cái trạng thái mà chúng ta phải nhìn cho nó ra, nó nằm trong cái pháp bất thiện như thế nào, để chúng ta đây đó tiếp tục tìm hiểu. Và khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu, có nghĩa là thiện trí chúng ta đang khởi sanh. Và như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Vipassana hiệp thế. Thì thấy rõ chưa? Thiền của Đức Phật chúng ta có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi trong cái đời sống chúng ta. Bởi vì tay chúng ta làm thì nó có cái phần tâm điều khiển của nó, nhưng tâm điều khiển mà thuộc về cái thiền, thuộc về Vipassana, chúng ta thấy rõ đang sắc gọt. Và chúng ta lại còn thấy rõ lúc sắc gọt nó nghĩ gì. Đúng không? Và nhớ rằng khi mà chúng ta thấy như vậy thì đây, niệm đây
nó trở thành chánh niệm, nó có trí tuệ rất là rõ ràng để chúng ta rèn luyện, cứ từ chút một. Từ đó tới giờ chúng ta bị nó dẫn đi. Bây giờ chúng ta coi nó dẫn mình như thế nào, là mình sắp thoát. Mà hồi nào mình thấy rõ thì sát na đó thôi, chưa thấy rõ thì còn trong kiềm chế của mình. Cho nên pháp tu của Đức Phật cực kỳ rõ ràng, không có một cái gì mơ hồ cả. Ngày hôm nay chúng ta làm được rất ít, nhưng chúng ta nhớ rất là nhiều, mà nhớ chánh pháp như vậy để chúng ta tiếp tục làm, cũng như phương pháp để mà chúng ta tạo tác ra một cái sản phẩm mà nó mang lại một cái hiệu quả tốt cho cái đời sống đó. Phương pháp chúng ta nắm rồi, bây giờ chúng ta cứ tuần tự làm đâu đó cho đàng hoàng, thì một ngày kia chúng ta sẽ có một cái sản phẩm hoàn hảo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt.